Trước 1641, đột phá nguyên thần hàng xa cấp, quân tiêu giao ngẫm lại biến hóa của lục thân và nguyên thần của mình, thầm nghĩ trong bụng. Lục thể của hắn như cây bồ đề, tông thấu sáng rán vào đại đạo. Mà nguyên thần của hắn giống như minh kính đài, thân tịnh vô trần. Bình cảnh kia không còn tồn tại nữa. Sau đó, chỉ cần có đủ năng lượng là có thể đột phá nguyên thần tới hàng xa cấp. Đó lại là một thiên địa mới. Nhưng sao ta lại cảm thấy dù là vương dị số cũng không phải thiên phú cao nhất, quân tiêu giao hoài nghi thân thể như cây bồ đề, trái tim như minh kính đài. Đây chắc chắn là cảnh giới đại đạo cực cao. Nhưng, còn không tính là tối cao. Thôi được, vương của dị số, bao nhiêu kỷ nguyên cũng khó tìm được một người, bây giờ đã có rồi. Quân tiêu giao cũng không ngại. Hắn cũng có tự tin, sau này thiên phú của hắn chắc chắn sẽ đạt tới cực kỳ hoàn mỹ cuối cùng. Vì mục tiêu của hắn là trở thành tồn tại siêu việt hết thảy cổ kim, đạt tới cảnh giới vô thượng tuyệt đối. Sau khi tẩy lễ xong xuôi, quốc vương nữ nhi quốc và linh diên đều hơi kinh ngạc nhìn quân tiêu dao mặc dù quân tiêu dao vẫn y như trước thôi một thân áo bảo đen rất bình tĩnh thu liễng. nhưng các nàng vẫn vươn cảm thấy hắn đã biến hóa cái gì đó không nói rõ ra được xem ra tiên sinh cũng có thu hoạch không nhỏ quốc vương nữ nhi quốc mỉm cười rất huyên thành so với trước đó thái độ của nàng thay đổi rõ rệt sau khi thành tựu tư chất vương của dị số nguyên thần của quân tiêu dao như minh kính đài vậy nhìn cái gì cũng rõ ràng thấu triệt hơn trước hắn bắt đầu nhìn ra một chút manh mối. Cái đó, vẫn phải đa tạ quốc vương ngài thành toàn, cho phép tại hạ tu luyện ở đây. Quân tiêu giao cười nhạt, xem hai người tung hứng. Linh Diên cảm giác mình như người thừa vậy, đâm ra trong lòng hơi khó chịu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Linh Diên hừ lạnh một tiếng, quốc vương nữ nhi quốc cũng không ngại. Một vòng ánh sáng chảy xuôi dọc theo hai thân thể nữ nhân mềm mại, khi ẩm lập tức bị sấy khô. Ba người ra khỏi tẩy lễ chi. Lúc này, những người khác cũng sắp hoàn tất rồi mấy người tần nguyên thanh lỗ phu quý cũng đều có chút thu hoạch đặc biệt là lỗ phu quý lá còn đặt một ao nước tẩy lễ chỉ vào trong không gian pháp khí khiến cho dạ hoa và các nữ tử nữ nhi quốc nhìn thấy mà xen thường thấy quân tiêu dao và hai nữ nhân đi ra trong lòng tần nguyên thanh nghen ghét không thôi nhưng y cũng không ngốc bây giờ cũng coi như trung thực rồi không dám chọc giận quân tiêu dao bừa bãi nữa căn bản quân tiêu dao chẳng buồn để ý tới y cũng không phải vì hắn đã trở thành thánh mẫu mà là vì loại sâu kiến này căn bản hắn không thèm để vào trong mắt. Ngươi có thể khiến hắn nhìn đến mới xứng để hắn muốn động ngón tay một chút. Lúc này, dạ hoan nói. Quốc vương bệ hạ, vậy bây giờ chúng ta sẽ dẹp đường về phủ sao? Quốc vương nữ nhi quốc nghe vậy lại vô thức liếc sang quân tiêu giao. Quân tiêu giao lạnh nhạt nói. Đã có ba bí cảnh lớn, vì sao chỉ tranh một cái? Nghe vậy, tất cả nữ tử nữ nhi quốc đều vô cùng ngạc nhiên. cái này là, muốn chiếm toàn bộ sao? đương nhiên không bao giờ có chuyện quân tiêu giao sẽ cứ như vậy mà thu tay lại hắn còn muốn nhiều thần hồn đàm thúc đẩy đột phá đẳng cấp nguyên thần mà hiển nhiên phi tiên bộc kia cũng là thứ tốt rất có thể tại vùng đất bị lãng quên bên ngoài các quốc gia bị lãng quên đây chính là ba cơ duyên lớn nhất nhưng người của nữ nhi quốc nghe thấy vậy đều kinh ngạc vô cùng dù sao cũng chưa từng có quốc gia nào có thể chiếm được hai bí cảnh bổn vương thấy ý này không tệ quốc vương nữ nhi quốc hơi gật đầu ban đầu mấy người dạ hoa tướng quân còn điện khuyên can nhưng thấy thái độ của quốc vương nữ nhi quốc kia nàng ta hiểu thuyết phục cũng vô dụng sau đó mọi người chỉnh đốn một phen rồi tiếp tục tiến tới bí cảnh thứ hai Nga ở thần hồn đảng. bọn họ gặp phải tinh quái tộc và nhân mã tộc trong chính quốc gia lớn nhưng có mấy người quân tiêu giao ở đây đương nhiên không cần nghi ngờ gì về kết quả cuối cùng hai quốc gia lớn hốt hoảng bỏ trốn mấy người quân tiêu giao cũng tiến vào trong thần hồn đàm cũng giống như khi ở tẩy lễ trì quân tiêu giao thúc giục pháp tắc thôn phệ năng lượng minh mông của thần hồn đàm đều bị hắn hấp thu hết dùng để đột phá ràng buộc nguyên thần cuối cùng quân tiêu dao chỉ nghe thấy dường như trong đầu vọng lên tiếng pha lê vỡ vụn chỉ trong một chớp mắt hắn cảm thấy thiên địa đều thanh minh trước mắt hắn dường như vạn vật đều không có gì che phủ thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được từng hạt cát hạt bụi đang bay trong hư không cách xa vạn dặm một cách vô cùng tinh tế quân tiêu giao cảm giác dường như nguyên thần chi lực của bản thân trở thành một dòng sông hạo đãng to dài hàng tỷ vạn dặm xâm nhập vào trong vũ trụ tinh không. Cuối cùng, nguyên thần của hắn đã đột phá cấp vô lượng, đạt tới cấp hàng xa. Nguyên thần cấp hàng xa, chỉ một ý niệm, nguyên thần như hàng hà xa số, vô cùng vô tận. Có thể nói, trong trí tôn thất cảnh, cho dù là một vị hỗn độ đạo tôn muốn ra tay diệt sát nguyên thần của quân tiêu giao, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì chỉ trong chớp mắt quân tiêu giao có thể tàn nguyên thần hóa thành hàng hà sa số điểm sáng nguyên thần cho dù là hỗn độn đạo tôn cũng rất khó có thể diệt sát tất cả điểm sáng nguyên thần chỉ trong một chớp mắt. Đây chính là điểm mệt thiên của nguyên thần cấp hàng xa. Nếu không, vì sao nó được gọi là cấp hàng xa chứ? Ngoài ra còn có một điểm nữa, khi thôi diễn bất kỳ công pháp thần thông nào, nguyên thần cấp hàng xa cũng đều có được khả năng suy tính kinh khủng. Nếu so nguyên thần cấp vô lượng như một siêu máy tính, thì nguyên thần cấp hàng xa chính là siêu máy tính với vô số sao lưu dữ liệu. Giữa hai loại này có khác biệt rất lớn. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột phá được nguyên thần cấp hàng xa rồi sau này nếu hắn muốn tự sáng tạo công pháp hay tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo thần thông bản nguyên của mình cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều chương 1642 tranh đoạt cơ duyên phi tiên bộc thông thường thì chỉ có từ trần đế chuyên tu nguyên thần trở lên mới có thể tu luyện ra được nguyên thần cấp hàng xa mà ta đã tu luyện được ở cảnh giới thiên tôn quân tiêu giao nghĩ thầm nội vũ trụ cấp tiểu thiên thế giới nguyên thần cấp hàng xa đáng lẽ những thành tựu này không nên là điều có thể tu luyện ra được khi ở trong trí tôn thất cảnh nhưng quân tiêu giao lại có thể tu luyện được hết. Có thể nói, nếu bỏ cảnh giới sang một bên, có thể một số cường giả trần đế cũng không sánh nổi với nội tình của hắn. Bởi vì cho dù là trần đế cũng rất khó để có được nội vũ trụ cấp bậc tiểu thế giới. Sau khi đột phá, so với lúc trước thần hồn của quân tiêu giao nào có chỉ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần đâu. Trước mắt hắn, dường như thế giới đều trở nên trong suốt. Không một thứ nào thoát khỏi cảm giác của hắn. Nhìn sang quốc vương nữ nhi quốc. Cuối cùng hắn cũng hiểu, Trước đó hắn có cảm giác gì đó không đúng, giờ hắn đã hiểu vì sao. Quốc gia bị lãng quên thật thú vị, quân tiêu giao cũng không lập tức điểm phá. Ngược lại, hắn càng hứng thú với phi tiên bộc hơn. Tiên sinh đang nghĩ tới phi tiên bộc kia phải không? Trong ba cảnh giới lớn, phi tiên bộc xem như là nơi tranh đấu kịch liệt nhất, các cường quốc như Vũ quốc, Linh quốc. Còn cả hồn tộc đều sẽ đi tranh đoạt phi tiên bộc, quốc vương nữ Nhi quốc nói. Không sao, chỉ cần ngươi tin được ta, chúng ta sẽ đi tranh đoạt quân tiêu giao nói quốc vương Nữ nhi quốc tóc mai ướt xương dung mạo tuyệt mỹ nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn quân tiêu giao nói bổn vương có thể cảm giác được khí tức của tiên sinh lại mạnh hơn lúc trước rất nhiều ta tin vậy là tốt quân tiêu giao cũng khẽ vật đầu ninh duyên cảnh này trong lòng vừa chua vừa sót trong nội tâm nàng cũng hơi hối hận biết trước thế đã không dẫn theo quân tiêu giao vào đây khi nghe quốc vương Nữ nhi quốc nói muốn đi tranh đoạt phi tiên bộc đám người dạ hoa tướng quân đã không biết nên nói gì cho phải các nà đều nhìn chằm chằm quân tiêu dao không ngờ sinh linh ngoại giới này lại có thực lực khủng bố như thế nhưng các nàng cũng không thể làm trái mệnh lệnh của quốc vương ngữ nhi quốc chỉnh đốn xong xuôi một lát sau các nàng lại xuất phát phi tiên bộc ở trung tâm vùng đất bị lãng quên trong ba bí cảnh lớn đây xem là nơi tranh đoạt kịch liệt nhất nghe đồn trong phi tiên bộc còn có cả máu huyết của toàn tiên chỉ có khi yêu tinh đê hoặc xuất hiện các bí cảnh trong phi tiên bộc mới hiện ra. Đây là một ốc đảo trong một sa mạc. Linh khí mờ mịt, quang hoa lượn lờ, dường như một khối bảo thạch thủy tinh được khảm trên sa mạc. Nơi này chính là phi tiên bộc trong ba bí cảnh lớn nhì khắp nơi, trong ốc đảo còn có một thác nước, như giải ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Tiên khí lượn lờ, ánh sáng pháp tắc óng ánh. Mơ hồ trong đó còn có các loại tường thụy thần thú hiển hóa, như huyền điểu, kỳ lân, chu tước, côn bằng, vân vân khiến cho người ta vừa nhìn một cái là biết nếu xếp bằng tu luyện nơi này sẽ thu được lợi ích vô tận. Mà lúc này, đại địa đang rung động, nơi xa. Một mảnh quân đội đen kịt đang đánh tới. Rõ ràng là đội ngũ của nữ nhi quốc. Đó chính là phi tiên bộc, quân tiêu giang nhìn một cái, thầm mỹ. Tẩy lễ chỉ giúp thiên tư của hắn lột xác thành vương của dị số. Thần hồn đàm thúc đẩy nguyên thần của hắn đột phá đến cấp hàng xa. Mà phi tiên bộc thần bí nhất này có thể mang đến cho hắn thế biến gì đây? Quân tiêu giao rất chờ mong nhưng lúc này những hướng khác cũng có đội ngũ hạo đáng lướt đến nữ nhi quốc cũng có đoán trước được điều này bất luận kẻ nào dám đặt chân tiếp cận phi tiên bộc ngay lập tức sẽ khiến các quốc gia khác chú ý trước hết nhất là linh quốc cũng là mấy chục vạn người trùng trùng điệp điệp mà khiến cho mấy người linh diên bất ngờ nhất là bọn họ thấy có một bóng người quen thuộc trong đội ngũ linh quốc là người của mạch thương hiệt tiên thống dẫn đầu đương nhiên là nhân vật cấp hạt giống của thương hiệt tiên thống thương củ ngoài ra còn có chân lý chi tử cùng Mạc yến ngọc của Mạc gia cũng ở đây chân lý chi tử ánh mắt của quân tiêu giao trở nên thâm thúy thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ vậy tiểu nương bì kia cũng tới sắc mặt lỗ phu quý cũng trở nên khó coi hiển nhiên bọn người mặc yến ngọc cũng chú ý tới bên này thấy lỗ phu quý khuôn mặt mềm mại đáng yêu của nàng ta cũng nhích lên một tia cười lạnh mặc dù có linh duyên ở đây nhưng việc tranh đoạt cơ duyên này sẽ không vì có mặt linh duyên mà ai đó sẽ khiêm nhượng nhường ra ngoài sau đó, Hải Cảnh, nước đứng đầu chính quốc gia lớn cũng tới, hợp tác với bọn họ chính là Thiên Kiêu Minh Nhai Đảng của Cộng Công Tiên Thống. Sau đó hồn tộc cũng tới, đi cùng bọn họ là Thiên Kiêu của Hình Thiên Tiên Thống. Không ngờ mấy người Hình Vân Thần, Long Huyền đều xuất hiện. Đến cuối cùng, nước Vũ Quốc đã xuất hiện. Đi cùng bọn họ là Thiên Kiêu Phục Hy Tiên Thống. Nhưng mấy người đế hạo thiên, cổ đế tử đều không ở đây. Dẫn đầu là tử diễm thiên quân của Yến Vân Thập Bát Kỵ, thiên kiêu quỷ tóc đỏ, lúc này thế lực của năm quốc gia đều tập trung bên ngoài phi tiên bộc này sắc mặt dạ hoa lập tức trở nên hơi khó coi chúng ta có nên dính vào không không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến vua nữ nhi quốc ngược lại tương đối bình tĩnh nàng thông qua khóe mắt nhìn thoáng qua quân tiêu dao không hiểu sao về vị nam tử vẫn luôn che giấu thân phận này nàng luôn có một loại tin tưởng khó hiểu giống như bất kể cục diện khó khăn cỡ nào ở trước mặt hắn đều có thể dễ dàng giải quyết dù là bây giờ cũng vậy nhìn không ra chút vẻ bố rối nào từ trên người hắn. Chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Vô nữ Nhi Quốc không khỏi nghĩ thầm. Chương 1643, thủ đoạn của quân Tiêu giao. Trước mắt. Vô Quốc, Linh Quốc. Hồn tộc, Hải cảnh, Nữ Nhi Quốc, quốc gia năm phương tranh bá. Nhi cũng biết, nếu như không có thủ đoạn gì đó mà nói, sợ là Nữ Nhi Quốc sẽ phải tổn thất nặng nề, bởi vì quốc gia bốn phương khác ở trong chín nước lớn cũng coi như tương đối mạnh, nếu như nữ nhi quốc kiên quyết muốn tranh phong thì sẽ không có lợi ích gì cả thiếu hoàng linh diên xem ra ngài cũng cảm thấy hứng thú với cơ duyên phi tiên bộc này hình vẫn thần hình thiên tiên thống trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt ở ngoại giới thân phận của linh diên cho dù là thiên kiêu cấp trùng tử của những tiên thống khác cũng không dám bất kính nhưng ở quốc gia bị lãng quên này ở trước mặt cơ duyên không ai sẽ khiêm nhượng càng không có người nào bởi vì thân phận của linh diên mà không công chắp tay đưa cơ duyên cho người ta các ngươi muốn tranh tự nhiên có thể tất cả cạnh tranh công bằng linh diên cũng rất thoải mái cũng không dùng thân phận thiếu hoàng của mình đi đè người bởi vì nàng biết điều này vô dụng phi tiên bộc nghe đồn có máu tiên thừa hỏa tan là cơ duyên lớn nhất của vùng đất bị lãng quên này quả thực hoàn toàn khiến cho người ta cảm thấy hứng thú tương cự của thiên hiệt tiên thống thản nhiên đói. hắn ta thu liễm khí tức bên ngoài áo chàng đang mặc trên người giống như dùng ngọn bút viết xuống rất nhiều văn tự cổ đại tinh thống này bắt nguồn từ một vị đế giả thần thoại chế chữ Mỗi một chữ đều có sức mạnh to lớn khó hiểu Mà ở bên phía còn lại Thái độ của tử diễn thiên quân ngược lại hơi có vẻ khiêu khích Hắn ta nhìn sang Linh Diên nói Yên tâm Dù sao ngươi cũng là thiếu hoàng đương nhiệm Đến lúc đó tranh phong cũng sẽ giữ lại một chút thể diện cho ngươi Tính cách của tử diễn thiên quân Bản thân chính là thể loại bướng bình nông cạn ưa khiêu khích Cho dù là đối diện đế hạo thiên Hắn ta cũng có loại ham muốn khiêu chiến Sẽ không quá mức tôn kính Chớ đừng nói chi là Linh Diên mặt mày linh diên cực lạnh kế đó không có quá nhiều lời nói nhảm trong không khí tràn lập một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều tranh phong của năm phương quốc gia nhất định tịch liệt nhưng mà ngay lúc bầu không khí đang căng như dây đàn quân tiêu dao lại bình thản đi ra mọi người ở đây đều không rõ ràng cho lắm quân tiêu dao chỉ thốt ra một câu đừng nhìn ta người của những tiên thống và quốc gia khác không biết lời này rốt cuộc là có ý gì chẳng hiểu ra sao như người của nữ nhi quốc và đám người linh diên thì lập tức phản ứng lại hiểu rõ quân tiêu giao có ý gì các nàng cũng không tiếp tục đi xem quân tiêu giao bên kia quân tiêu giao giơ tay lên một đoàn ánh sáng mờ ảo ở trong tay tờ trong ánh sáng ấy rõ ràng là một cái nụ hoa màu trắng thuần sáng lung linh như thiên sơn tuyết liên như là bạch ngọc óng ánh trong suốt điêu khắc mà thành tiên khí mờ mịt lộ ra vẻ thần bí ở trung tâm nhụy hoa của nụ hoa này phảng phất có một vị tiên nữ tí hon đang nhảy múa Giang Mùa uốn lượn thức tha, khiến cho người ta không nhịn được mê muội ở trong đó. Rõ ràng là hoa vãng thế mà Quân Tiêu Dao đã hái xuống trước đó. Quân Tiêu Dao nhìn đóa hoa này, ngược lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lúc trước hắn đã không bị hoa vãng thế ảnh hưởng. Bây giờ nguyên thần đã đột phá, đặt tới nguyên thần cấp hàng xa, lại càng không có khả năng bị hoa vãng thế ảnh hưởng. Và lại người của nữ nhi quốc bên này cũng không có đi nhìn đóa hoa kia. Nhưng thiên kiêu của tiên thống và bốn phương quốc gia khác lại hoàn toàn theo bản năng nhìn về phía hoa vãng thế sau đó mặt may rất nhiều người đều ngẩn ra trong mắt lập tức lộ vẻ mê man lúc này không ra tay còn đợi tới khi nào nữa quân tiêu giao lạnh lùng lên tiếng vua nữ nhi quốc lập tức phản ứng lại trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng đây chính là thủ đoạn của hắn sao mặc dù đơn giản nhưng lại có hiệu quả trực tiếp nhất cánh tay ngó sen của vua nữ nhi quốc vung lên đại quân nữ nhi quốc lập tức xuất động bốn nước còn lại một ít người tu vi hơi yếu hầu như là hoàn toàn rơi vào bên trong không thể tự mình thoát ra. Cho dù là một ít cường giả tu vi mạnh mẽ, ý chí kiên định cũng phải tâm thần dao động. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không có sức phản kháng. Như các thiên kiêu mạnh nhất tử diễm thiên quân, hình vẫn thần, long huyền nhất, thư cự, minh nhai, đều tự tế ra thủ đoạn của riêng mình. Bọn họ cũng có một ít pháp khí hộ thân đặc thù, hoặc là binh khí nguyên thần, có thể miễn cưỡng duy trì một chút tỉnh táo tâm linh. Đán chết, bị trung kế rồi. Đó là cái gì vậy? Rút lui trước. Nếu như bọn họ biết trước mà nói, có thể sẽ có phòng bị, cũng không đến mức như bây giờ vậy. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, trước mắt bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Chẳng qua đám người linh duyên hiển nhiên sẽ không nương tay, thân là thiếu hoàng tên đỉnh, linh duyên không đến mức giết hết tất cả những tiên thống này, nhưng vẫn có thể khiến cho bấn họ bị thương, mất đi sức cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, trang diện rối loạn, quân đội của nữ nhi quốc cũng ra tay. Quân đội của bốn nước còn lại nếu không phải bị hoa vãng thế mê hoặc thì chính là hốt hoảng bỏ chạy thục mạng quân lính về cơ bản đã tan rã ai mà ngờ được quân tiêu giao chỉ dựa vào một đóa hoa lại có thể xếp đặt cục diện chiến thắng đâu chứ cô bé không phải ngươi muốn đối phó với tiểu gia ta sao bây giờ lại muốn chạy nhìn dáng vẻ thước tha của mặc yến ngọc tế gia binh khí nguyên thần muốn chạy trốn lỗ phu quý cắn răng lộ ra một nụ cười rằn mặc gia và lỗ gia chính là quan hệ cạnh tranh cả hai nhà đều là thế gia giành đúc rất nổi danh lúc này lỗ phu quý tế ra các loại phát khí nện về phía mặc yến ngọc ngươi cái tên mập mạp chết bầm này gương mặt xinh đẹp của mặc yến ngọc tức đến đỏ lên răng mà cắn chặt ngươi cái cô bé mạnh mẽ này cho ngươi mỗi ngày đều nhắm vào ta bây giờ phải rơi vào trong tay của ta rồi chương 1644, đánh chết chân lý chi tử mặt lỗ phu quý lộ ra nụ cười xấu xa thịt mỡ trên mặt đều đang rung lên sắc mặt mặc yến ngọc tái nhợt nếu như thực sự rơi vào trong tay của tên mập buồn nô này nàng ta chắc chắn sẽ điên mất. Cuối cùng, Lô Phu Quý tế ra một cái lưới trời do tàm ti ngàn năm diệt nên, bắt lấy Mạc Yến Ngọc. Mà thương cự và đồng đạo của nàng ta, đám người chân lý chi tử đều không để ý tới nàng ta. Bởi vì nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là có chút quan hệ hợp tác mà thôi. Tình huống nguy cơ trước mắt, bọn họ đương nhiên không có khả năng bất chấp nguy hiểm đi cứu Mạc Yến Ngọc. Giữa mi tâm thương cự có chữ cổ hiện lên, lấy ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Cái này khiến cho tâm linh hắn ta bảo trì một chút tỉnh táo còn chân lý chi tử chính là nguyên thần tín ngưỡng đặc thù cho nên cũng có một chút sức phản kháng với loại mê hoặc về phương diện linh hồn này khẽ nhưng ở trước mắt hắn ta một bóng người áo bào đen chợt thoáng hiện ra đáng chết chân lý chi tử nhìn người tới nét mặt thay đổi người áo đen kia sao lại để mắt tới hắn ta chứ quân tiêu giao nhìn chân lý chi tử trước mặt lộ ra một nụ cười lạnh chân lý chi tử tự cho rằng đợt lịch luyện lần này là an toàn bởi vì hắn ta biết quân tiêu giao không có khả năng đi vào quốc gia bị lãng quên nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta đã đoán sai quân tiêu dao không hề trần trường nương tay một trưởng ép tới đồng thời thôi động nguyên thần cấp hàng xa quân tiêu giao không có chút thiện cảm gì với cổ lan thánh giáo luôn ngư đồ pháp thân tín ngưỡng của hắn này sao có thể nguyên thần cấp hàng xa chân lý chi tử bị dạ đến sợ vãi cả linh hồn cho dù hắn là nguyên thần tín ngưỡng đặc thù nhưng cấp bậc nguyên thần vẫn còn xa xa không đạt tới cấp hàng xa thử hỏi trong trí tôn thất cảnh có bao nhiêu người có thể tu luyện ra nguyên thần cấp hàng xa chứ chẳng lẽ đây là một vị chuẩn đế trong lòng chân lý chi từ không hiểu sao lại sinh ra ý nghĩ hoang đường này nhưng không đợi hắn ta kịp suy nghĩ nhiều chiêu thức của quân tiêu dao đã nện xuống quân tiêu dao của hiện tại đã hoàn toàn khác với trước đó nguyên thần cấp hàng xa tư chất dị số chi vương thân thể thánh thể đạo thai hết thảy những thứ này đều không phải thứ mà chân lý chi tử hiện tại có đủ khả năng tiếp nhận ngay lúc chân lý chi tử đang muốn phản kháng hắn ta nghe được một giọng nói phảng phất như âm thanh của ác mộng chân lý chi tử hết thảy đều đã kết thúc giọng nói quen thuộc này khiến cho chân lý chi tử đầu óc nháy mắt ong ong không thể tin được thậm chí trong mắt còn hiện lên một tia khiếp sợ quân phọc phọc hắn ta vừa mới phun ra một chữ thế công của quân tiêu dao đã lập tức ép xuống không chút chỉ hoãn nục thân chân lý chi tử trực tiếp bị đánh nát nguyên thần tín ngưỡng cũng bị đánh tan thao chạy từ tán. nếu như nguyên thần bình thường bị đánh tan thì át hẳn sẽ bị mai một nhưng nguyên thần tín ngưỡng là nguyên thần đặc thù cho dù nguyên thần bị đánh tan nhưng chỉ cần có lực tín ngưỡng thì sẽ có thể khôi phục lại đây cũng là chỗ nghịch thiên của nguyên thần tín ngưỡng chẳng qua quân tiêu giao thấy thế cũng không nóng không vội hắn cũng thôi động nguyên thần cấp hàng xa của mình nhất thời lực nguyên thần của hắn cũng phẳng phất biến thành hàng tỷ điểm sáng giết thẳng hướng về nguyên thần tín ngưỡng đang tản mát ra kia nguyên thần tín ngưỡng có lực tín ngưỡng ra chỉ, khó mà diệt sạch được nhưng bây giờ quân tiêu giao lại muốn dùng nguyên thần cấp hàng xa trực tiếp diệt trừ sạch sẽ từng điểm nguyên thần tính ngưỡng. Đây hoàn toàn có thể nói là đuổi tận giết tuyệt. Lực nguyên thần cấp hàng xa mạnh mẽ, lấn áp toàn trường. Một ít thiên kiêu còn lại đang dễ dụ thấy thế, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, nghi áo đen đó đến cùng là ai, lại có lực lượng nguyên thần kinh khủng như vậy, không hổ là thiếu hoàng linh diên, lại có thể mới nhân vật như vậy đến, trận tranh đoạt này, chúng ta xem như nhận thua. Thiên kiêu đứng đầu của mấy phương tiên thống còn lại cũng thử cơ rút lui. Đương nhiên, thế lực của bốn nước lớn đúng là rất khó chuồn đi, bởi vì phần lớn sinh linh đều không thể chống lại lực lượng của Hoa Vãng Thế. Mà bên này, nguyên thần của Chân Lý Chi Tử đã bị nguyên thần cấp hàng xa của Quân Tiêu Dao hoàn toàn mai một. Ngay lúc nguyên thần của Chân Lý Chi Tử vẫn diệt, tại Cửu Thiên Tiên vực, bên trong cổ địa của Cổ Lan Thánh giáo, có giọng nói phẫn nộ chuyển đến, "Là ai? Ai dám giết Chân Lý Chi Tử của giáo ta? Hắn đã tiến vào trong quốc gia bị lã quên. Lẽ nào là Thiên Kiêu Tiên đỉnh xuống tay? Sẽ không." cho dù coi như nể mặt giáo ta thiên thiêu tiên đình cũng sẽ không xuống tay giết hắn thế thì chính là gặp phải hung hiểm khó lường gì đó nhưng hắn có nguyên thần tín ngưỡng thơ lý thuyết cũng không phải dễ dàng bị giết như vậy đây nhất định là có người tận lực gây nên trong cổ lan thánh giáo có đại nhân vật đang nổi giận cổ lan thánh giáo áo bọn họ một vị trùng tử mạnh mẽ được tỉ mỉ bồi dưỡng hoàn toàn nã xuống đây tuyệt đối là tổn thất cực lớn hơn nữa bây giờ bọn họ dám chắc cũng không nghĩ ra người xuống tay giết người chính là quân tiêu giao nghe đồn còn đang chữa thương ở tổ địa quân gia kia trong vùng đất bị lãng quên sau khi giết chết chân lý chi tử quân tiêu giao cũng thông qua lực thôn phệ hấp thu luyện hóa tinh túi nguyên thần của chân lý chi tử nhất thời hắn càng thêm hiểu biết khác sâu về lực tín ngưỡng vận dụng pháp thân tín ngưỡng thần linh cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn còn có lực tín ngưỡng hùng hậu mang theo trên người chân lý chi tử cũng bị quân tiêu giao hấp thu hết nhét vào trong vũ trụ bên trong trong vũ trụ bên trong của hắn một vùng biển tín ngưỡng kim quang sáng lạn cam mở rộng ra gấp đôi ở trung tâm biển tín ngưỡng pháp thân thần linh như một phường mặt trời lớn ngui xếp bằng vĩnh viễn bất động ở trong đó tiên lặng xúc tích năng lượng tín ngưỡng lực tín ngưỡng ngược lại không ít hay nhưng còn chưa đủ quân tiêu giao nghĩ thầm ngày sau hắn cũng nên nghĩ cách phải làm sao để thu thập lực tín ngưỡng hàng loạt về sau nên tìm thời gian chính thức điều chỉnh hợp nhất quân đế đỉnh sau đó mở rộng sức ảnh hưởng của mình ra từ đó được nhiều chúng sinh tín ngưỡng hơn trong lòng quân tiêu giao lại có ý tử rót vào cho tới bây giờ hắn đều không thiếu khuyết trí tiện sau khi hoàn toàn diệt sát chân lý tri tử quân tiêu giao nhìn quanh một phòng phát hiện những kẻ khác hầu như đều đã tháo chạy hết chưa giết chết đám người tử diễm thiên quân ngược lại đáng tiếc bởi vì trước đó quân tiêu giao đã dò la ra tẻ phụ trách cầu thông liên hệ với các gia tộc cấm kỵ cửu thiên chính là tử diễm thiên quân hắn ta chính là kẻ mà quân tiêu giao nhất định phải giết dù sao hắn ta cũng coi như là người thúc đẩy ám sát lần nó có điều tạm thời không cần phải vội chỉ cần hắn ta còn đang ở trong quốc gia bị lãng quên thì sẽ không chạy thoát khỏi cái chết chương một nghìn giáo trong bốn mươi đạo pháp tắc trước mắt cục diện đã định sinh linh của bốn nước lớn chết đã chết chạy đã chạy quân tiêu giao thu hồi hoa vãng thế hoa này hết sức quỷ dị thần bí quân tiêu giao mơ hồ cảm thấy hoa này xuất hiện ở trong quốc gia bị lãng quên có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên tần chứa ý nghĩa không tầm thường lúc này một làn gió thơm kéo tới không biết từ khi nào vua nữ nhi quốc đã đứng ở bên người hắn tiên sinh quả là không phải người phàng. một chút trò và thủ xào mà thôi quân tiêu giao nói bên kia linh duyên không nói tiếng nào mặc dù thành công cướp được cơ duyên nhưng nàng lại không vui mừng nổi với những gì đang xảy ra vẫn nên đi thăm dò cơ duyên một chút đi quân tiêu giao lên tiếng sau đó bọn họ cũng đi tới phi tiên bộc nghe đồn trong phi tiên bộc có dung hợp máu tiên còn sót lại có trợ giúp rất lớn cho tu luyện. Sau khi quân tiêu giao hơi thể ngộ mộ một phen, giật mình phát hiện, ở trong phi tiên bộc này, hắn càng ngày càng cảm thụ sâu sắc lĩnh ngộ các loại pháp tắc. Phi tiên bộc này có trợ giúp rất lớn cho việc ngộ đạo. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa năng lực rất hùng hậu, quân tiêu giao có thể lợi dụng ngong hóp năng lượng hùng hậu này để giành xuống, giữ lại đợi ngày sau sử dụng đột phá cảnh giới. Vẫn như trước đó, ba người quân tiêu giao. Vua nữ nhi quốc Linh Duyên tu luyện ở chỗ sâu nhất phi tiên bộc những người còn lại thì đang vây quanh bên trong lẫn bên ngoài. Bây giờ, cho dù là Tần Nguyên Thanh cũng không dám lần nữa tỏ ra mảy may bất mãn với quân tiêu giao. Hắn ta chính là tận mắt nhìn thấy quân tiêu giao tiện tay liền tiêu diệt chân lý chi tử. Phải biết, cho dù là hắn ta đối đầu với chân lý chi tử thì cũng sẽ không có quá nhiều phần thắng. Hiện tại Tần Thanh Nguyên coi như đã biết, kỳ thật chính mình ngay cả tư cách lọt vào mắt hắn cũng không có. Cho nên chế nhạo trước đó của mình, thật giống như là đang nói chuyện với không khí. Bên này, quân tiêu dao đang ở chỗ sâu trong phi tiên bộc vừa vận dụng lực thôn phệ hấp thu năng lượng của máu tiên còn sót lại vừa bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc trước đó lúc quân tiêu dao đột phá lê thiên tôn lĩnh ngộ 18 đạo pháp tắc đấy đã là phá vỡ kỷ lục rồi mà bây giờ quân tiêu dao lại còn tiếp tục lĩnh ngộ nhiều pháp tắc hơn mỗi lần lĩnh ngộ một đạo pháp tắc ở trong cơ thể hắn đều sẽ diễn sinh ra một đám năng lượng ánh sáng hình tròn mà năng lượng ánh sáng hình tròn ở cuối cùng sẽ hóa thành tiên thiên thần ma cũng chính là sinh linh nguyên thủy nhất trong vũ trụ bên trong của quân tiêu giao. Bọn chúng có thể nương theo sự tăng trưởng thực lực của quân tiêu giao mà tăng trưởng, cuối cùng trở thành một con át chủ bài sát thủ của quân tiêu giao. Thậm chí quân tiêu giao còn tưởng tượng ra được lĩnh mộ 3.000 pháp tắc, diễn hóa 3.000 hồng hoang thần ma. Mỗi một hồng hoang thần ma đều nắm trong tay một đạo pháp tắc. Nếu như đồng thời tế ra, uy lực đó quả thực không cách nào tưởng tượng được. Sau khi hạ quyết tâm, quân tiêu giao cũng chỉ đắm vào tu luyện tư chất yêu nghiệt sĩ số chi vương của mình cộng thêm trợ giúp của phi tiên bộc mộ đạo với quân tiêu giao mà nói quả thực đơn giản như ăn cơm uống nước trước tiên hắn lĩnh ngộ cái đơn giản nhất ví dụ như các thuộc tính đại đạo mà kim mộc thủy hỏa thổ tế ra rất nhanh ở trong cơ thể hắn bắt đầu có một đoạn pháp tắc màu đỏ thẫm hiện lên đó là pháp tắc thuộc hỏa sau đó lại có pháp tắc màu xanh lam nhạt hiện lên đó là pháp tắc thuộc thủy đương nhiên những pháp tắc cơ sở nhất này quân tiêu giao lĩnh ngộ không tính quá khó chân chính khó là các loại pháp tắc như là thời gian nhân quả vĩnh hằng nhưng quân tiêu giao cũng không gấp muốn mộ ra ba ngàn pháp tắc hiển nhiên không phải một thời nửa khác có thể đạt tới thậm chí cho dù là đại đế thì cũng chưa từng nghe nói ai có khả năng nắm trong tay ba ngàn đại đạo hiện tại quân tiêu giao chỉ là mở đầu hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhưng không thể nghi ngờ lực lượng của quân tiêu giao đang tiếp tục tăng vọt sau khi trải qua tam đại bí cảnh cảnh giới tu luyện của quân tiêu giao cũng không có tăng lên nhưng thực lực của hắn so với trước đó lại có biến đổi về chất. Nếu như để cho người của tiên đình biết được, quân tiêu giao ở ngay dưới mí mắt bọn họ cướp đi cơ duyên của thiên kiêu tiên đình, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm gì đây. Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, không biết đã trôi qua bao lâu. Một khắc nào đó, quân tiêu giao từ từ mở mắt ra. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sâu xa, 30 đạo pháp tắc. Quân tiêu giao lỏng bổng trong bụng. Không sai, trong đoạn thời gian này, quân tiêu giao lại lần nữa lĩnh ngộ ra 12 đạo pháp tắc. Đương nhiên, những pháp tắc này không phải giống như các pháp tắc lân hồi, hư không, sinh tử, tạo hóa vân vân mà trước đó quân tiêu giao đã lĩnh ngộ ra. Mà là một ít pháp tắc thuộc tính cơ sở nhất, các loại kim mộc thủy hỏa thổ. Trong 3.000 pháp tắc, kỳ thật cũng có phân chia mạnh yếu. Ví dụ như cái yếu nhất, chính là pháp tắc thuộc tính cơ sở nhất, các loại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ vân vân. Nhưng nếu như năm cái này hợp lại làm một, hình thành pháp tắc ngũ hành, vậy thì coi như là pháp tắc tương đối cao cấp. Tiếp tục đi lên. Chính là một ít pháp tắc cao nhất. Luân hồi, nhân quả, sáng thế, sinh tử vân vân. 18 đạo pháp tắc mà quân tiêu giao đã lĩnh mộ trước đó. Hầu như đều là loại pháp tắc cao nhất này. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân vì sao quân tiêu giao có thể nhịch thiên. Tùy ý vượt cấp chém giết người mạnh nhất. Mà bây giờ, quân tiêu giao lại có mục tiêu mới. Chính là hoàn toàn lĩnh mộ 3.000 pháp tắc. Trước đó chư Tổ đã từng dạy qua, cái gọi là chứng đạo thành đế, kỹ thuật chính là từ trong đại đạo tu luyện lĩnh ngộ, tìm được một con đường thuộc về riêng mình, ví dụ như sát thủ Vương, chính là dùng giết chóc để chứng đạo, đạo của hắn ta chính là đạo giết chóc, còn loạn cổ đại đế, nửa đời trước bất khả chiến bại, tôi ra chưa bại một lần, đạo của ông ta chính là chiến đấu không bao giờ ngừng nghỉ. Chương 1646, Tiên Thiên Hồng Hoang Thần Ma, Y tưởng Mịch Thiên. Việc mà Quân Tiêu giao cần làm, chính là phải tìm được đạo của riêng mình nhưng trước đó đạo lĩnh mộ đủ nhiều hiển nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn cho đạo mà bản thân hắn lĩnh ngộ phi tiên bộc này quả thực chính là một cơ duyên lớn quân tiêu giao nghĩ thầm kể cả với thiên phú yêu nghịch của hắn nếu như không có cơ duyên bực này muốn lĩnh ngộ 12 đường pháp tác cơ sở một lần cũng không phải chuyện đơn giản như vậy kế đó quân tiêu giao lại dò xét vũ trụ bên trong của mình một chút phát hiện lại có thêm 12 đoàn năng lượng ánh sáng rõ ràng là đạo mà quân tiêu giao tự mình lĩnh ngộ đã bắt đầu tác dụng ở trong vũ trụ bên trong từ đó diễn sinh ra 12 đoàn sáng mà điều khiến quân tiêu giao ngoài ý muốn chính là 18 đoàn sáng trước đó đúng là được ấp nở ra có 18 tiên thiên hồng hoang thần ma phá sắc mà ra bọn họ đều là pháp tắc mà quân tiêu giao lĩnh ngộ đồng loạt hiện ra cùng hóa thân ở vũ trụ bên trong thực lực hiện tại của bọn họ đang ở cảnh giới chân thần cảm ứng được lực lượng của 18 tiên thiên hồng hoang thần ma quân tiêu giao thẩm nghĩ bây giờ với hắn mà nói cảnh giới chân thần dường như không tính là gì nói cách khác cấp bậc thấp nhất chính là chân thần điều này đại biểu cho cái gì này sau tiềm lực vô tận chỉ cần tu vi của quân tiêu giao không dừng lại thì tu vi của những tiên thiên hồng hoang thần ma này cũng không cùng tận đây mới là cái kinh khủng nhất thử tưởng tượng một chút nếu như ngày sau tu vi của quân tiêu giao đột phá đại đế mà trong vũ trụ bên trong của hắn còn có ba ngàn vị tiên thiên thần ma có thể sánh ngang cấp bậc đại đế thế thì vừa ra tay chính là ba ngàn vị đại đế hợp lại tấn công quét ngang đại đế cùng cấp hầu như không cần tốn nhiều hơi sức tưởng tượng đến tràng cảnh nghịch thiên cỡ này cho dù là quân tiêu giao kiến thức rộng rãi cũng không khỏi hít sâu một hơi may cả hắn cũng bị ý nghĩ của bản thân mình dọa sợ còn về phần vì sao những đại đế khác có rất ít người có thể làm được như vậy cũng rất đơn giản thứ nhất không phải ai cũng yêu nghiệt giống như quân tiêu giao vậy có khả năng lĩnh ngộ được ba ngàn đại đạo cho dù là các cường giả đế cảnh sát thủ vương có thể lĩnh ngộ trên trăm đạo đã rất giỏi rồi. Dù sao yêu cầu của cảnh giới trí tôn vẹn vẹn chỉ là một đạo pháp tắc mà thôi. Thứ hai, chỉ có thế giới vũ trụ bên trong chuyên thuộc về riêng mình mới có thể đàn sinh ra tiên thiên thần ma. Điểm này quan trọng nhất. Phải biết, bây giờ rất nhiều đại đế tiên vực, kỳ thật vũ trụ bên trong đều là mượn dùng quy tắc của trời đất tiên vực. Coi quân tiêu giao thì sao? Vũ trụ bên trong của hắn là từ thần chi nguyên điểm mở rộng ra đến, mà thần chi nguyên điệp là đạo chỉ thuộc về riêng một mình quân tiêu giao là con đường mà hắn đã mở ra. Trước chưa có ai. Sao không ai tới? Đây mới là nguyên nhân vì sao quân tiêu giao có thể nhịch thiên như thế. 18 vị tiên thiên thần ma cảnh dưới chân thần phá cánh mà ra, liên tục hấp thu lực lượng của vũ trụ bên trong. Quân tiêu giao cũng không ngại. Trong vũ trụ bên trong của hắn có các loại trí bảo đỉnh cấp, tiên nguyên tổ mạch, long mạch dị vực, suối sinh mệnh, tiên thiên thụ, tiên căn lục đạo luân hồi, cho nên cơ bản không sợ năng lượng không đủ dùng. Sau một phen tìm kiếm, ý thức quân tiêu dao đã trở về hiện thực hai đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía hắn chính là linh diên và vua nữ nhi quốc nói thật các nàng đều rất tò mò mỗi một lần cơ duyên bí cảnh qua đi các nàng đều cảm giác toàn thân quân tiêu dao hình như đều có một loại biến hóa về chất sau đó tất cả mọi người hoàn tất tu luyện năng lượng của phí tiên bộc cũng đã tiêu hao hết bảy tám phần đương nhiên cần lớn năng lượng trong đó đều bị quân tiêu giao hấp thu dù sao lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy thu hoạch của linh diên cũng không nhỏ khí tức cũng càng ngày càng mạnh Ngương mặt tuấn tú của tần nguyên thanh hoàn toàn đen như đáy nồi bởi vì hắn ta không có ở khu vực trung tâm cho nên thu hoạch không phải đặc biệt lớn mà lỗ phu quý thì lại không thèm để ý bởi vì hắn ta tới đây chỉ là để tìm các loại bảo bối cổ khí vân vân với hắn ta mà nói trên lý luận chỉ cần bảo bối đủ nhiều đã đủ để cứng rắn điện chết cung cấp đến tận lúc này tam đại bí cảnh kết thúc đạt được nhiều lợi ích nhất không thể nghi ngờ chính là vua nữ nhi quốc tất cả nữ tử đều rất vui vẻ đồng thời vô số ánh mắt thỉnh tôn hưu rơi vào trên người của quân tiêu giao các nàng đều biết tất cả công lao đều ở trên người quân tiêu giao trong lòng các nàng đều có cảm giác hiếu kỳ nam tử ẩn bên dưới chiếc áo bào đen này đến cùng là tồn tại bực nào trên đường trở về thành vua nữ nhi quốc mời quân tiêu giao cùng nàng ngồi chung một chiếc xe kiệu quân tiêu giao đồng ý linh diên thấy thế trong lòng càng buồn bực hơn có cảm giác kiểu như ghen tuông còn lỗ phu quý thì lại dùng lưới thiên la kéo mặc yến ngọc mặt cười phóng đãng đôi má xinh đẹp quyến rũ của mặc yến ngọc trắng bệch như tờ giấy với nàng ta mà nói rơi vào trên tay lỗ phu quý tuyệt đối thê chẳng nàng ta dường như có thể đoán ra được tên mập buồn nôn này sẽ dùng chiêu thức ghê tởm gì đối phó nàng ta dù sao lỗ phu quý chính là kẻ có tiếng tham tài hao sắc ba trăm mỹ nhân ở hậu cung hắn ta có không ít đều là bị hắn trực tiếp cướp tới sau khi về tới nữ nhi quốc nếu nhi quốc muốn tổ chức yến tiệc chúc mừng long trọng còn quân tiêu giao không thể nghi ngờ đã trở thành tồn tại anh hùng tiến tiệc đêm nay hy vọng tiên sinh đừng nên vắng mặt giọng nói vua nữ nhi quốc quả thực là mềm mại đáng yêu trước nay chưa từng có tại hạ tất nhiên là cung kính không bằng tân mệnh quân tiêu giao khẽ cười một tiếng sau đó hắn tìm lỗ phú quý không biết có thể kính nhờ lỗ huynh một chuyện được không quân tiêu giao hờ hững lên tiếng chuyện gì lỗ phu quý tùy tiện nói hắn ta cũng không phải kẻ ngốc quân tiêu giao đã bày ra thực lực bực này rõ ràng là tồn tại rất có lai lịch nếu không phải bởi vì nghe nói thần tử quân gia còn đang tĩnh dưỡng ở tổ địa quân gia hắn ta thậm chí còn nghi ngờ người trước mắt chính là thần tử quân gia trong lời đồ đương nhiên mặc dù không phải nhưng thực lực mà hắn sở hữu bày ra cũng đủ để cho lỗ phu quý sinh lòng kết giao rồi không biết có thể giao nàng ta cho ta được không quân tiêu giao chỉ chỉ mặc yến ngọc chương 1647, bộc lộ thân phận nghe được lời này tất cả những người đang có mặt ở đây đều dừng sốt. Dù sao biểu hiện của quân tiêu giao cũng không phải là hạng người hao sắc đó. Vua nữ nhi quốc đối đãi hắn luôn là yêu ái có thừa, thái độ của hắn cũng rất thỏa đáng, chưa từng mảy may vượt qua khuôn phép. Huynh đệ a, à, ngươi muốn ả là đề. Ngay cả lỗ phu quý cũng không tin. Nói thật, mặc dù hắn ta bắt được mặc yến lọc, nhưng cũng không thể thật sự giết chết nàng ta. Bằng không, Mạc Gia và lỗ Gia sẽ hoàn toàn là đối đầu đến chết. Hiện tại, tuy rằng hai nhà đều đang ở quan hệ cạnh tranh nhưng cũng không phải là cái loại quan hệ đối địch sống chết này dù sao không có kẻ địch vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn cho dù là tiên đình và quân gia thậm chí còn có lúc hợp lại diệt trừ thiên đường hữu dụng quân tiêu giao nói hết sức đơn giản lỗ phu quý lập tức ngầm hiểu lộ ra một vẻ mặt nan nhân đều hiểu khổ khổ tuy ta rất bất mãn với con nhóc này rất muốn tự mình dạy dỗ à nhưng nếu huynh đệ đã có hứng thú này thế ngươi cứ lấy dùng đi quân tiêu dao gật nhẹ đầu tớ lưới thiên la muốn dẫn mặc yến ngọc tới một tòa thiên điện đơn độc huynh đệ a nhắc nhở một chút tính tình con nhóc này vừa kiêu ngạo vừa ác liệt là con ngựa cái khó thuần phục lỗ phu quý lên tiếng nhắc nhở sợ quân tiêu giao thua ở trong tay nữ nhân này mà lúc này mọi người bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả người nguồn gốc của cái này rõ ràng là bắt nguồn từ linh diên giờ phút này trong lòng linh diên cảm giác cực kỳ khó chịu mặc dù biết quân tiêu giao đòi mặc yến ngọc cũng không phải làm chuyện bẩn thỉu gì nhưng chỉ cần là nữ nhân thì trong lòng trung quy vẫn sẽ có chút không thoải mái đây là ham muốn độc chiếm đang quấy phá tuy rằng nữ nhân đều hy vọng nam nhân chỉ trung thành với một mình nàng nhưng ham muốn độc chiếm cũng có phân chia mạnh yếu ví dụ như khương thánh y cũng rất dịu dàng khéo hiểu lòng người lại nguyện ý bao dung khương lạc ly nhưng nếu đổi lại là linh diên nàng sẽ không có khả năng chủ động để cho quân tiêu giao thu nhận những nữ nhân khác đây chính là khác biệt giữa nữ nhân ngày kiếp người huynh đệ này sẽ không thật sự đào góc tường của thần tử quân gia đó chứ thấy linh diên hơi tỏ thái độ khác thường lỗ phù quý thầm nhủ trong lòng mà ở trong một tòa thiên điện đơn độc chỉ có hai người quân tiêu giao và mặc yến ngọc mặc yến ngọc vẫn như cũ ở trong lưới thiên la giá người nàng ta uyển chuyển tinh tế bay bổng giờ phút này bị trói ở trong lưới thiên la lại càng có một loại dụ hoặc khác mặc dù dung mạo của mặc yến ngọc này không bằng liên diên hương thánh y cơ thánh y danh tiếng truyền khắp tiên vực nhưng nàng ta cũng là thế gia rèn đúc quý nữ của mặc gia vô số bể tôi dưới váy tính cách nàng ta vừa lạnh lùng vừa cao ngạo cộng thêm dáng người bốc lửa sinh ra tương phản cực lớn tựa như một con ngựa cái vừa xinh đẹp mà lại cương liệt khiến cho người ta không nhịn được muốn đi cưỡi lên chinh phục giờ phút này mặt mạc yến ngọc lộ vẻ rét lạnh ta chính mặc gia mạc yến ngọc thức thời mà nói ngươi có lẽ đã biết nên làm sao rồi mạc yến ngọc lạnh lùng phun ra một câu ngay từ đầu khi nàng ta rơi vào trong tay của lỗ phu quý quả thực đã tuyệt vọng nàng ta cũng biết lỗ phu quý không đến mức thực sự giết nàng ta nhưng chấm mút chiếm tiện nghi sỗ sàng một phen có lẽ không thiếu được bây giờ rơi vào trong tay người áo đen so với rơi vào trong tay lỗ phu quý thì tốt hơn một chút thái độ lạnh lùng cao ngạo của nàng ta tự nhiên cũng quay trở về quân tiêu dao ngược lại không gấp mà thản nhiên nói ta đã cứu ngươi từ trong tay lỗ phu quý thái độ của ngươi chính là như vậy sao nếu không phải tại thủ đoạn của ngươi thì bản tiểu thư cũng không đến nỗi bị tên mập chết bầm kia bắt được mạc yến ngọc nghĩ đến đây lập tức hận đến nghiến răng hận không thể tháo lỗ phú quý ra thành tám khúc không hổ là tiểu thư mặc ra tính cách ngược lại đúng là giống hệt như lỗ phú quý quân tiêu dao cười nhạt mạc yến ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm quân tiêu dao nói ngươi cũng không cần tri ân cầu báo chỉ cần thả bản tiểu thư tiền nguyên bảo vật công pháp cái gì cũng có còn có chuẩn đế binh ngươi muốn chuẩn đế binh không chỉ cần thả bản tiểu thư ta đều có thể cho ngươi nghe mạc yến ngọc nói xong quân tiêu quả thật muốn cười hoàn toàn chính xác thân là thế gia rèn đúc các loại tài nguyên của mạc gia còn muốn phong phú hơn xa hoang của thế gia bình thường nhưng nếu như nói muốn so với quân gia đó chính là múa dìu qua mắt thợ phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn thậm chí cho dù là quân đế đình cũng không thiếu đế binh mạc yến ngọc lấy chuẩn đế binh ra làm thầy đánh bạc tự cho là rất có sức hút kỳ thật ở trong mắt quân tiêu giao lại có vẻ rất nực cười ta cứu ngươi, ngươi thần phục ta, như thế thì ta có thể lập tức thả ngươi. Quân tiêu giao rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Hắn muốn mặc Yến Ngọc thần phục, tự nhiên không phải là vì người này, mà là vì mặc ra. Trong lòng quân tiêu giao đã có ý tưởng, muốn thành lập sáu bộ quân đế đỉnh, mà ở trong suy nghĩ của quân tiêu giao. Trong sáu bộ có một bộ, tên là công bộ. Cái gọi là công bộ, chính là bộ môn luyện khí luyện đang rèn đúc chế phù. Và lại mọi người đều biết, thế lực am hiểu rèn đúc luyện khí nhất tiên vực chính là lỗ gia mặc gia công thâu gia trước đó sở dĩ quân tiêu giao nguyện ý giao lưu với lỗ phú quý tự nhiên cũng là vì lỗ gia quân tiêu giao muốn nhét cả lỗ gia mặc gia vào công bộ của quân đế đỉnh đương nhiên đây không phải là sự tình một thời nửa khác có thể làm được nhưng lỗ phú quý và mạc yến ngọc chính là hai cửa đột phá bọn họ đều là nhân tài của hai nhà rất chúng nhất đương thời khẽ nhưng nghe quân tiêu giao nói xong hai má mặc yến ngọc lập tức lộ ra một tia lạnh băng ngươi muốn bản tiểu thư thần phục ngươi không thể nào ngươi cho rằng ngươi là ai là thần tử quân ra sao có tư cách khiến bản tiểu thư thần phục sao mặc yến ngọc không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối nàng ta vốn chính là một con ngựa cái cao ngạo không phải ai cũng có tư cách cưỡi tới trên người nàng ta ha ha quân tiêu bật cười sau đó hắn trực tiếp rút mở lưới thiên la mặc yến ngọc tức thì phản ứng lại tay ngọc sờ đến giữa búi tóc màu tím rộng, cầm cây châm ngọc màu tím kia xuống cây châm ngọc màu tím kia trong nháy mắt biến thành một cây gai nam mi sắc bén đó rõ ràng là một kiện chuẩn đế binh chương một nghìn sáu trăm bốn mươi tám nỗi hiếp sợ của mạc yến ngọc mạc yến ngọc cầm dai nga mi trong tay dùng thế xét đánh không kịp bưng tai đâm hướng huyệt thái dương của quân tiêu dao chậm đã giọng nói nhàn nhạt truyền ra khoảng cách gai nga mi đến huyệt thái dương của quân tiêu dao chỉ còn cách khoảng một tức sao hả sợ rồi đúng không môi đỏ của mặc yến ngọc nhất lên thành một nụ cười giữa quân tiêu dao thở dài một tiếng cười bỏng mũ trùng và áo bào đen một thân bạch y hiện ra một gương mặt tấn tú tựa thiên nhân, nhìn về phía mặc yến ngọc đôi mắt kia thâm thúy như nhật người bay bổng mặc yến ngọc ngây ra ngai nga mi trong tay cạch một tiếng rơi xuống đất quân tiêu dao mỉm cười cúi đầu nhặt gai nga mi lên cây trâm rất đẹp cổ tay lướt qua cây trâm ngọc màu tím lại lần nữa biến trở về sau đó quân tiêu dao tự tay cắm nó về trong búi tóc của mặc yến ngọc Mạc yến ngọc ngơ ngẩn cả người nàng ta đương nhiên nhận ra nam tử áo trắng phong thần tuấn lãng ở trước mặt này là ai lúc ở trung cực cổ lộ thời điểm cuộc chiến biên quan nàng ta đã từng có may mắn và qua có điều nàng ta rất tự ti không cho rằng dựa vào thân phận địa vị của mình có thể gặp gỡ có gì đó với thần tử quân gia nhưng hiện tại là chuyện gì đang xảy ra một vị thiên kiêu nhân vật cấp truyền thuyết cứ thế song sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng ta thậm chí còn giúp nàng ta cắm châm cài tóc. Điều này khiến trong mặt Yến Ngọc cảm giác như đang nằm mơ, quả thực muốn hôn mê bất tỉnh. Sau đó, nàng ta nhớ tới hành động của mình, nháy mắt giật mình đổ mồ hôi lạnh đầy người, vội vàng hành lễ với quân tiêu giao. Tiểu Tiểu nữ không biết là thân tử ngài, có nhiều đắc tội. Còn mong bỏ qua thứ tội, cả giọng nói của Mạc Tiến Ngọc đều đang run rẩy. Vì sao nàng ta lại vững tin như thế? Ngoài cố khí tức uy áp khủng khiếp mơ hồ kia ra, có thể dùng thủ đoạn như vậy đánh lui bốn phương quốc gia lại còn miểu sát chân lý chi tử mai quân tiêu giao ra thì ai có thể làm được chứ trái tim mặc yến ngọc gia tốc nảy lên lo sợ bất an cả tấm lưng ngọc đều ướt đẫm nàng ta rất không rõ vô cùng khó hiểu không phải nghe đồn thần tử quân gia đã bị ám sát người bị thương nặng đang chữa thương ở tổ tử quân gia sao sao có thể xuất hiện ở đây được chứ nhưng hình tượng này khí tức này còn có năng lực thủ đoạn bày ra trước đó quả thật là thần tử quân gia không thể nghi ngờ. Nếu như đổi lại là những người khác, có ai dám đơn giản đi giết chết chân lý chi tử như vây đâu chứ? Cũng chỉ có mỗi quân tiêu giao dáng. Hơn nữa còn có một điểm. Trong quan sát của Mạc Yến Ngọc, có lẽ Linh Diên đã biết thân phận của quân tiêu giao. Quả nhiên, giống như mại giới đồn đại vậy, ngay cả thiếu hoàng Linh Diên cũng thất thủ ở trong tay thần tử rồi sao? Mạc Yến lọc lẩm bẩm trong bụng, lại nhìn tới gương mặt anh Tuấn vô song ở trước mặt. Đúng vậy, đổi lại là bất kỳ nữ tử nào đều khó mà chống lại được. Hết thảy những thứ khác vạt qua một bên không nói. Chỉ riêng gương mặt này thôi cũng đủ để cho ngàn vạn nữ tử thế gian cam nguyện chìm đắm ở trong tay hắn rồi. Thậm chí, có thể được quân tiêu giao liếc nhìn một chút cũng là một loại vinh hạnh tối cao. Sao thế? Có lẽ ta trong không có hung thần ác sát như vậy đâu đúng không? Nhìn điều cảm thay đổi không ổn định của Mạc Yến Ngọc, quân tiêu giao dùng ta xoa nhẹ cầm mình. Có phải là Mạc Yến Ngọc bị hắn hù sợ rồi không? Đương. Đương nhiên không phải rồi, thân tử rất anh tuấn mặc yến ngọc cúi đầu xuống hơi không dám nhìn mặt của quân tiêu dao nếu như lỗ phú quý có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến nỗi rớt hàm xuống đất đây có còn là con ngựa cái mặc ra bướng bỉnh khó bề thuần phục đó không cũng khó trách mặc yến ngọc sẽ có thái độ này cho dù nàng ta có là quý nữ mặc ra nhưng ở trước người có thân phận cỡ như quân tiêu dao này vẫn như cũ nhỏ bé thân phận của hai người cơ bản không hề ngang nhau thậm chí nếu như quân gia thật sự muốn nổi dậy thì không cần tốn quá nhiều công sức đã có thể tiêu diệt Mạc gia. Bất luận minh hữu gì cũng không dám đến giúp Mạc gia, bởi vì hai lần bất hủ chiến trước đó đã đủ để lộ ra khí phách và thực lực của quân gia. Ha ha, không cần phải căng thẳng, chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi sao? Quân Tiêu giao lên tiếng trêu dạo Trên mặt mặc Yến Ngọc lặng lẽ hiện lên hai dáng mây chiều. Trước đó nàng ta thật đúng là sợ tên áo bào đen này sẽ ăn mình. Nhưng bây giờ, sau khi Quân Tiêu giao tiết lộ thân phận Mạc Yến Lộc lại cảm thấy, cho dù bị ăn thì hình như cũng không có gì. Ngược lại là vinh hạnh của bản thân mình. Nhưng nàng ta cũng có chút tự mình hiểu lấy. Có thể dựng lên quan hệ với quân tiêu giao đều là thiên nữ tuyệt thế vô song như thần nữ khư gia. Thiếu hoàng linh diên vân vân. Nàng ta còn chưa đủ tư cách đó. Kỳ thật, bản công tử rất thưởng thức ngươi, quân tiêu giao nhìn Mạc Yến Ngọc, Tiêm Mạc Yến Ngọc đập rộ lên, dung mạo yêu kiều tự dáng mây chiều khoe mắt đuôi mày không nhịn được lộ ra một tia vui sướng nếu nhân có thể được thần tử quân gia khai ngợi, có được mấy người đâu chứ? Cho nên, cân nhắc của ngươi là, lúc này Mặc Yến Ngọc mới nhớ tới, trước đó Quân Tiêu Dao đã nói muốn nàng ta thần phục. Nếu như đổi lại là những người khác, mang Yến Ngọc ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nhưng người trước mắt này chính là nam tử tôn quý nhất, xuất chúng nhất cửu thiên thập địa, không biết bao nhiêu thiên tri kiều nữ. Tiên tử tuyệt thế, đều muốn trở thành tùy tùng của hắn, thậm chí nhà hoàn thị thiếp. Cơ hồ đã bày ra ngay trước mắt chương 1649, thôi phục Mạc Yến Ngọc, Linh Duyên lật đầu bình giấm chua. Đương nhiên, không đồng ý cũng không sao. Ta sẽ không cho phép lỗ phu quý đối đãi ngươi như vậy. Dù sao, nếu như đóa hoa xinh đẹp bị giấy bẩn thì cũng hơi đáng tiếc. Quân tiêu giao nhấc tay lên. Ven sợi tóc màu tím động ở thái dương Mạc Yến Ngọc xuống, thản nhiên nói. Hô hấp Mạc Yến Ngọc hầu như sắp sửa ngưng lại, mặt ngươi ngất dáng mây hồng. Trong lòng nhảy nhót không nhịn được tuôn ra, thân tử không khỏi cũng quá dịu dàng. Mạc yến lọc lẩm bẩm trong bụng thân thể mềm mại là lướt gần như sắp sửa tan thành một vũng nước xuân nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này lại muốn đáp lên quan hệ với quân tiêu dao hầu như là không có khả năng vậy không phải nàng ta sẽ hối hận cả đời sao tiến lọc nguyện ý Mạc yến lọc cúi đầu kính cẩn nói với quân tiêu gia quân tiêu dao mỉm cười sau đó nói ta nghe nói mặc ra thế hệ này hình như có tổng cộng 5 người được ứng cử truyền thừa ngươi là một trong số đó phải không đây cũng không phải là bí mật gì Mạc Yến Lộc hơi gật đầu đáp, đúng như lời thần tử nói. Nếu ngươi đã là người của ta, vậy ta tất nhiên sẽ giúp ngươi trưởng quản Mặc gia. Bất luận tài nguyên, nhân lực, vật lực khí ló đều có thể tìm ta. Quân Tiêu Giao nói. Trong lòng Mạc Yến Lộc hơi hồi hộp. Tuy nàng ta ở trước mặt Quân Tiêu Giao có chút nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không phải là cày ngốc Ý nghĩa lời này của Quân Tiêu Giao, nàng ta nghe hiểu được. Thần tử đại nhân, chẳng lẽ ngài Mạc Yến Lộc muốn nói lại thôi, hơi bất an. Quân tiêu giao cười nói, yên tâm, không phải muốn ra tay với Mạc Gia, chỉ là hy vọng có thể tìm được cơ hội hợp tác với Mạc Gia mà thôi. Mặc dù quân tiêu giao nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng đã nghĩ kỹ kế hoạch rồi. Tuy giai đoạn hiện tại lấy hợp tác làm việc chính, nhưng đợi ngày sau, tu vi của hắn đi lên rồi, khiến cho Mạc Gia hoàn toàn sắp nhập vào quân đế đỉnh, còn không phải chuyện tình một câu nói của hắn thôi sao. Quân tiêu giao không muốn lay từ đầu đã lập tức ép buộc thế lực khác gia nhập, thế thì không có lợi cho quân đế đỉnh cho nên cho dù là sát thủ vương quân tiêu dao cũng chỉ dùng dụ dỗ là chính cũng sẽ không ép buộc hắn ta gia nhập thì ra là như vậy mặc yến ngọc đã hoàn toàn yên tâm chỉ là tìm kiếm hợp tác thế thì có lẽ mặc gia sẽ rất tình nguyện đáp lên quan hệ với quân tiêu dao còn nàng ta nếu như có thể có được sự thưởng thức và ủng hộ của quân tiêu dao thì sẽ có cơ hội rất lớn từ trong năm người thừa kế bộc lộ tài năng ngày sau trở thành chủ của mặc gia cũng không phải không có khả năng nghĩ đến đây đôi mắt đẹp của mặc yến ngọc nhìn sang quân tiêu dao lại hướng hắn bày tỏ một chút ý kính trọng. Tốt lắm, thân phận hiện tại của ta. Tạm thời đừng tiết lộ ra. Hắn ở trong tối. Đi cờ ngoài sáng. Với hắn như vậy là có lợi nhất. Tiến Ngọc đã biết, mặc Yến Ngọc kính cẩn lên tiếng. Bên ngoài, tiếng tiệc chúc mừng của nữ nhi quốc sắp sửa tổ chức. Tả đàn người linh riêng cũng được mời tham dự. Nghe nó, thời gian dài như vậy còn chưa đi ra, huynh đệ châu bò quá. Bên bỉ như vậy, lỗ phu quý không khỏi lên tiếng cảm thán mặc dù hắn ta có tới 300 kiều thêm mỹ thiếp, nhưng kinh qua một lần, chỉ cần 300 giây là đủ rồi. Thế mà hai người bọn họ đi vào lại bỏ ra thời gian dài như vậy. Cầm miệng, một giọng nói lạnh lẽo khẽ truyền đến, gương mặt xinh đẹp tinh xảo nõn nà sáng trong như ngọc của Linh Diên lộ rõ vẻ nôn nóng không kiên nhẫn. Lỗ Phú Quý rụt đầu lại. Tần Nguyên Thanh tức thì ra vẻ thông minh, cười nhạt nói: "Thiếu hoàng điện hạ, cần gì phải vì một kẻ bần thỉu mà sốt ruột chứ?" Nghĩ đến quý nữ mặc ra rơi vào trong tay người như vậy, lại khiến cho người ta đau lòng. Ngươi cũng cầm miệng. Giọng điệu Linh Diên càng hờ hững hơn. Nét mặt Tần Nguyên Thanh cứng đờ. Đây là giận chó đánh mèo tới trên đầu hắn ta đúng không? Đúng lúc này, Quân Tiêu Dao và mặc Yến Ngọc sốt cuộc xuất hiện. Ở trong chớp mắt xuất hiện, Lỗ Phú Quý lập tức ngây người. Chết tiệt, mẹ nó no thế này là bị thuần hóa rồi sao? Chỉ thấy mặc Yến Ngọc kính cẩn đi ở sau lưng Quân Tiêu giao khoác áo bào đen cách nửa bước chân. Rõ ràng hoàn toàn là dáng vẻ thị nữ ngoan ngoãn, ánh mắt của nàng ta thỉnh thoảng nhìn qua quân tiêu dao ánh mắt lộ rõ vẻ vừa tôn kính lại ao ước trên gương mặt có một chút dư vị khói chiều hoàng hôn khiến cho người ta có cảm giác như đã xong việc huynh đệ cử thật lỗ phu quý dơ ngón tay cái lên có thể dạy dỗ mặc yến lọc thành dáng vẻ ngoan ngoãn này hắn ta thật sự phục rồi mặc tiểu thư hắn không có làm gì ngươi đó chứ dáng vẻ tần nguyên thành hoàn toàn thân thiết thân phận của mặc yến lọc ở trong mắt quân tiêu giao có thể không tính là gì nhưng ở trong mắt Tần Nguyên Thanh lại không thấp hơn hắn ta bao nhiêu. Nếu như có thể đáp lên một chút quan hệ thì cũng rất tốt. Đây là chuyện tình của ta và chủ nhân, liên quan gì tới ngươi hả? Mặc Yến Ngọc mặt lạnh đáp trả. Mặt Tần Nguyên Thanh lại đen thành đáy nổi. Lẹ nó, ta là lo lắng cho ngươi, sao lại oán ngược ta hả? Tần Nguyên Thanh hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Linh Diên như thế, Mặc Yến Ngọc cũng như thế. Là hắn ta quá chọc ngươi rất sao? Sao cả đám đều đối xử với hắn ta như thế hả? Mà lúc này, Linh Nhiên hé ra dung mạo tinh xảo tiện luân, chuyển hướng sang Quân Tiêu Giao. Lại lùng nói: "Cảm giác ôn nhu hương thế nào?" Quân Tiêu Giao không nói gì. "Đây là bình giống Chu bị lật đổ sao?" Chương 1650: Chân tướng của Cửu Đại Quốc gia. Sau đó, Nghĩa Nhi Quốc tổ chức một buổi tiệc khánh công long trọng, đám người Linh duyên Quân Tiêu Giao đều được tiếp đãi theo cách tôn quý nhất, cả tòa thành trì đèn đuốc sáng trưng, hoa quang lộng lẫy, giống như một thành trì không ngủ mộng ảo. Bọn người lỗ phú quý đã uống say. Rất thả lòng. Sau khi yến hội kết thúc, nữ nhi quốc vương mời một mình quân tiêu giao đi đến đình viện hoàng gia tịch mịch phía sau để nghỉ ngơi. Linh Diên thấy thế thì trong lòng lại tràn lập ghen tuông. Trong đình viện hoàng gia vắng vẻ, tiểu kiều lưu thủy, thanh tùng thúy bách, giao trào kỳ hoa, thỉnh thoảng có dị thú hiếm quý vô hại nhảy nhót trong rừng. Từng cái đài lồng tô điểm cho nơi này trở nên càng mộng ảo. Nữ nhi quốc vương và quân tiêu giao đi tới một đỉnh đại lộ thiên trong đình viện. Lần này vẫn phải đa tạ tiên sinh nữ nhi quốc vương hơi mỉm cười khí chất của nàng ta ung dung cáo quý nhưng giờ phút này lại không khác gì nữ tử tầm thường chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi huống chi ta cũng chỉ vì chính mình quân tiêu giao nói bổn vương kính tiên sinh một ly nữ nhi quốc vương tự mình rót rượu mời quân tiêu giao cùng uống quân tiêu giao nhận lấy chén rượu nhà cười rồi uống đúng rồi chẳng biết bổn vương có được may mắn nhìn thấy chân dung của tiên sinh không nữ nhi quốc vương bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi quân tiêu giao cười cũng không để ý mà cởi áo choàng ra. Nữ nhi quốc vương liếc nhìn một cái đã lập tức ngây dại. Thanh sơn viễn đại vô cầm tú, khước thị nhân gian có trích tiên. Nữ nhi quốc vương thất thần lẩm bẩm. Dưới ánh trăng huỳnh hạc yêu tinh, một công tử bạch y tấn mỹ cầm chén rượu bạch ngọc trong tay nhấp khẽ. Đây là hình ảnh kinh diễm đến mức nào? Nữ nhi quốc vương như muốn khắc thật sâu cảnh tượng này vào trong lòng. Trái tim nàng ta lần đầu tiên rung động. Quân tiêu giao khẽ nhấp một ngụm rượu, cười nhạt và nói: Ta đã để lộ gương mặt thật cho quốc vương nhưng lại không biết tên họ thật của ngươi nghe quân tiêu dao nói thế nữ nhi quốc vương mới tỉnh táo lại sắc mặt hơi ửng hồng từ khi có ký ức đến nay mọi người đều gọi ra là nữ nhi quốc vương ta không có tên họ nữ nhi quốc vương nói phải không quân tiêu dao nhìn chén rượu trong tay trong lòng thầm mỹ quả nhiên là thế như vậy đi không lại thì ta đặt cho ngươi một cái tên khé nào quân tiêu dao bỗng cảm thấy hứng thú đặt tên nữ nhi quốc vương lập tức hoang mang lặp lại Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, cái tên trang hiểu mộng này như thế nào? Quân tiêu giao mang đầy thâm ý mà nói. Trang hiểu mộng, nữ nhi quốc vương lẩm bẩm nói. Sau đó nhìn về phía quân tiêu giao, ánh mắt sáng ngời. Trang hiểu mộng, tên này thật hay quá, kỳ thật tên này còn có một điển cố. Quân tiêu giao lắc lắc rượu trong chén mà nói. Hà, giờ khác này, nữ nhi quốc vương như biến thành một đứa con nít tò mò, chớp chớp mắt phượng, nhìn về phía quân tiêu giao. Xưa kia có một người ngủ say, mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, hắn biến thành một con bướm, nhẹ nhàng bay múa, vô ưu vô lự, mà khi hắn vui sướng đến sắp quên mình thì bỗng nhiên tỉnh lại, thì ra đây chỉ là một giấc mộng, con bướm chỉ là hóa thân trong mộng của mình mà thôi, như người kia nghĩ lại, có lẽ mình thật sự chỉ là một con bướm, mà hiện tại con bướm đang mơ một giấc mộng thôi. Quân Tiêu Dao nói xong thì nữ nhi quốc vương Lâm vào suy nghĩ sâu xa. Quân Tiêu Dao uống một ngụm cạn sạch rượu trong chén. Sau đó nói: "Quốc vương bệ hạ, chúng ta sắp sửa rời đi." Nữ nhi quốc vương lại lắc lắc đầu và nói. Ta không phải tên là nữ nhi quốc vương. Quân tiêu giao cười, hiểu mộng. Ngươi, không thể lưu lại sao? Nữ nhi quốc vương. Không, hẳn là trang hiểu mộng. Giờ phút này trong giọng nói của nàng ta mang theo một tiêu giữ lại. Quân tiêu giao im lặng không nói gì. Nhìn về phía huynh hoặc yêu tinh trên bầu trời. Ban đầu ngắm nhìn huynh hoặc yêu tinh từ nơi bị lãng quên chỉ có hình dạng trăng non. Nhưng hiện tại đã gần như trăng tròn. Nếu hiện tại không rời đi, chỉ sợ sẽ trở nên giống những cái sắc không hồn kia quân tiêu dao nhìn huỳnh hoặc yêu tinh gần như trở thành trang tròn mà nói sau khi cấp bậc nguyên thần đột phá tới hàng gia cấp rốt cuộc quân tiêu dao cũng hiểu ra tất cả nguyên nhân hình thành những cái sắc không hồn đó không phải chỉ vì vãn thế hoa mà còn có huynh hoặc yêu tinh hiện tại hắn có thể cảm giác được huỳnh hoặc yêu tinh có được hồn lực rất khủng bố hồn lực này như đã hấp thu nguyên thần của vô số người trở nên vô cùng hùng hồn người bình thường tuyệt đối không thể ngăn cản sự hoang mang của huỳnh hoặc yêu tinh cho dù nguyên thần của quân tiêu giao đột phá tới hàng xa cấp cũng không thể bảo đảm mà quân tiêu giao bước đầu phán đoán vào thời khắc huỳnh hoặc yêu tinh tròn đầy thì hồn lực kinh khủng kia sẽ đạt tới cực hạn tất cả sinh linh ngoại giới nán lại nơi bị lão quên này đều sẽ trở nên những cái sắc không hồn vĩnh viễn, viễn du đãng trên vùng đất này đây mới là sát chiêu khủng bố nhất của nơi đây sắc mặt trang hiểu mộng trắng bệch như tờ giấy quân tiêu giao nhìn về phía trang hiểu mộng cười nhặt và nói ta biết ngươi có ý tốt nga cha hiểu mộng không nói gì sau một hồi trầm mặc, Trang Hiểu Mộng mới buồn bã nói, "Rời đi nơi đây. Cứ đi mãi về hướng tây là có thể tiến vào Thần Di Chi Điện. Có lẽ Di Chỉ Cổ Tiên Đình mà trước đó các ngươi nhắc đến sẽ nằm trong Thần Di Chi Điện." Đa Tà. Quân Tiêu Dao đứng dậy. "Từ từ." Trang Hiểu Mộng cắn môi, muốn nói lại thôi. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Trang Hiểu Mộng, "Có thể ôm ta một cái sao?" Trang Hiểu Mộng buồn bã nói. Quân Tiêu Dao bật cười, nhẹ nhàng ôm Trang Hiểu Mộng một cái, sau đó xoay người rời đi. Trang chu mộng điệp, hoặc là điệp mộng trang chu, vương quốc bị lãng quên thật sự thú vị. Chương 1651, trang chu mộng điệp, mộng cảnh ảo giác. Hôm sau, đám người quân tiêu giao và linh duyên rời khỏi nữ nhi quốc. Cha Hiểu Mộng đứng trên tường thành, vẫn luôn nhìn theo đám người quân tiêu giao rời đi. Trên má nàng ta chảy xuống một giọt nước mắt. Trang chu mộng điệp, cha Hiểu Mộng lồng bẩm nói, thân thể nàng dần dần trở nên hư ảo. Mà bên này, đám người lỗ phu quý quay đầu lại nhìn bỗng nhiên phát ra tiếng hô kinh ngạc tòa thành chỉ nữ nhi khúc kia đâu sao lại không thấy tuy rằng bọn họ đã rời đi một khoảng cách nhưng vốn dĩ vẫn có thể nhìn thấy tòa thành chỉ kia mới đúng các ngươi còn chưa phát hiện sao quân tiêu giao thản nhiên hỏi huynh đệ có ý gì lỗ phu quý vẫn bày ra vẻ mặt ngưng ác mặc yến ngọc cũng nghi hoặc chỉ có linh duyên như bỗng nghĩ tới cái gì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhà nhạt, nhạt tất cả chỉ là một giấc mộng một ảo giác quân tiêu giao nói cái gì lỗ phu quy kêu lên quái dị không thể tin nổi sao có thể ngươi nói tất cả những gì chúng ta trải qua đều là hư ảo tần nguyên thanh cũng không muốn tin tưởng bọn họ đều là nhân trung anh kiệt nếu chỉ là ảo thuật hoặc là ảo trận thô sơ thì bọn họ cũng có thể trực tiếp vạch trần quân tiêu giao trực tiếp nói một số chuyện cho bọn họ cái gì cử đại quốc gia đều là mộng cảnh ảo giác nào đó sát chiêu chân chính của nơi bị lãng quên là huỳnh hoặc yêu tinh những cái xác không hồn trước đó cũng có liên quan sao nghe quân tiêu giao giải thích tất cả thiên kiêu ở đây đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thật sự quá thần kỳ. bọn họ quả thực như đi một chuyến đến quốc gia mộng cảnh. Bằng Không Vương quốc bị lãng quên dựa vào cái gì để trở thành một trong những thất đại bất khả tư nghị? Quân Tiêu Giao nhàn nhạt, nhạt nói. Trước đó hắn tiến vào nữ nhi quốc đã cảm nhận được một sự kỳ quái nói không nên lời. Kỳ thật là phát ra từ điều này. Chỉ là khi nó cấp bậc nguyên thần của hắn còn chưa đạt tới hàng gia cấp, cho nên còn không thể xác định. đương nhiên tam đại bí cảnh cơ duyên đều là thật đây cũng là cơ duyên lớn nhất bị đánh rơi trong vương quốc bị lãng quên cũng không đúng a à. nếu là hồn lực mộng cảnh thì sao chúng ta lại bị người của những quốc gia đó gây thương tích lỗ phù quý nhi hoặc trước đó tần nguyên thanh đã bị ma thái tử ma thế đánh bị thương tuy bọn họ là ảo giác trong mộng nhưng lại được đáp nạn ra từ hồn lực vô cùng khủng bố muốn biết nguyên nhân chân chính phải hoàn toàn cởi bỏ bí mật của vương quốc bị lãng quên thì mới biết được quân tiêu giao nói đây cũng là nguyên nhân vì cái gì quân tiêu giao nói vương quốc bị lãng quên rất thú vị bởi vì nói không chừng phỏng đoán trước khi tiến vào là sự thật vương quốc bị lãng quên thật sự sống lời quân tiêu giao nói thật sự khiến tất cả thiên kiêu ở đây chấn động trong lòng sau khi chân tướng rõ ràng tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng cửu đại quốc gia trong nơi bị lãng quên đều là hư ảo nhưng nói hư ảo cũng không quá chính xác bởi vì bọn họ đều không khác gì chân thật 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 giả 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 thật thật có lẽ đây mới là điểm không thể tưởng tượng nhất của vương quốc bị lãng quên bọn họ lại nghĩ tới lời nói của các đại nhân vật của tiên đình khi tiến vào vương quốc bị lãng quên thật thật giả 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 thật thật không ai có thể phân biệt tần chứa hung hiểm khó lường hiện tại xem ra quả nhiên là như thế ấy. nếu không phải huynh đệ ngươi nhắc nhở thì có lẽ hiện tại chúng ta còn chẳng hay biết gì lỗ phú quý lòng còn sợ hãi mà nói hắn ta thật sự không muốn biến thành cái xác không hồn còn linh diên thì lộ ra vẻ mặt càng mất tự nhiên gương mặt nàng ta đã lặng lẽ ửng hồng nói như vậy thì chẳng phải nàng ghen với không khí sao dù sao nữ nhi quốc vương cũng là hư ảo không phải là người chân chính nhi đến đây trong lòng linh diên dâng lên chút e lệ cũng may quân tiêu giao không có ý đến điểm này kế tiếp mọi người sửa sang một hồi rồi bắt đầu đi đến thần di chi điện nằm càng sâu hơn bên trong nếu đoán không sai có lẽ đây là vị trí của di trì cổ tiên đình trải qua sự nhắc nhở lần này của quân tiêu giao thiên kiêu ở đây càng thêm tôn kính hắn thậm chí mơ hồ coi là hắn cầm đầu cả uy vọng của linh diên cũng yếu bớt một ít nhưng nàng cũng không để ý. Thậm chí nàng còn cảm thấy ánh mắt mình thật sự không kém khi quân tiêu giao bày ra thủ đoạn ngư trí. Còn tần nguyên tăng thì hoàn toàn thành thật. Hắn ta không phải người ngốc đến tột cùng. Đến bây giờ, hắn cũng mơ hồ đoán được một chút cái gì, nhưng lại không thể tin được. Dù sao chừng nửa tháng, rốt cuộc đám người quân tiêu giao linh duyên cũng đi tới biên giới của thần di chi điện. Phóng mắt nhìn lại, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Bởi vì thần di chi địa không phải là trên mặt đất, mà là lơ lửng trên hư không, hơn nữa không phải là một khối đại lục, mà là vô số những tồn tại tương tự như đảo nhỏ đang lơ lửng. Những đảo nhỏ đó chi chít như sao trên trời, sắp hàng trên hư không. Chúng chi chít, phóng mắt nhìn lại thì lên tới mấy vạn. Trên không ít đảo nhỏ trong đó có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, còn có các loại bảo dược, linh chu tản ra hương thơm sinh trưởng. Trong đầu quân Tiêu Dao còn chưa vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hiển nhiên, nơi này còn không phải chỗ sâu nhất trong vương quốc bị lãng quên, cho nên còn chưa thể đánh dấu đây không phải lại là một ảo cảnh đó chứ lỗ phú quý bị rắn cắn một lần thì 10 năm sợ dây thừng hiện tại còn đang nói thầm hẳn không phải quân tiêu giao nói chương 1652, phân công nhau hành động tuy rằng trong vương quốc bị lãng quên thật thật giả 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 thật thật khiến người ta khó có thể phân biệt nhưng sau khi nguyên thần của hắn đột phá đến hàng xa cấp vẫn có năng lực phân biệt nhất định ta cảm thấy kế tiếp nên phân công nhau hành động quân tiêu giao bỗng nói mọi người nghe vậy thì đầu tiên là sửng sốt sau đó đều khẽ gật đầu quả thật là như thế mảnh đất di chỉ cổ tiên đình này có diện tích cực lớn hơn nữa không chỉ cổ tiên đình cử đại tiên thống tiên đình đời sau cũng từng có một ít cơ duyên được để lại nơi đây nếu bọn họ cứ đồng hành cả đội thì thật sự sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên hơn nữa mặc dù tìm được cơ duyên nên phân chia như thế nào đây tất nhiên một ít thiên kiêu đi theo như đám người tần nguyên thanh lỗ phú quý cũng muốn được chia một ly canh không muốn cơ duyên đều bị thiên kiêu tiên đình chiếm cứ Mạc Yến Ngọc không nói một tiếng, nhưng lại đứng ở phía sau quân Tiêu Giao. Hiển nhiên nàng đã quyết tâm muốn đi theo quân Tiêu Giao. Huynh đệ, chúng ta tổ đội đi. Đôi mắt nhỏ như đậu xanh của Lỗ Phu Quý chớp chớp. Đi theo đại lão Lan lộn cũng có thể uống chút nước lục mà. Mạc Yến Ngọc âm trầm trừng Lỗ Phu Quý một cái, nhưng cũng chưa nói cái gì. Tuy rằng nàng vẫn chán vét Lỗ Phu Quý, nhưng có quân Tiêu Giao đứng giữa điều hỏa. nàng và Lỗ Phu Quý cũng tạm thời nước giếng không phạm nước xong. Cũng mược, Quân Tiêu Giao nhàn nhạt, nhạt nói hắn vốn dĩ cũng tính thu phục lỗ phu quý và mặc yến ngọc bọn họ sẽ là điểm đột phá đả thông lỗ ra và mặc ra tần nguyên thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi rốt cuộc hắn cũng có thể rời khỏi người áo đen này linh diên cắn môi tuy rằng nàng cũng rất muốn đi cùng quân tiêu giao nhưng dù sao nàng cũng là tiên đình thiếu hoàng còn gánh vác sứ mệnh của oa hoàng tiên thống quan trọng nhất chính là nàng còn phải làm rõ nguyên nhân nhất thể song hồn của mình cho nên nàng còn có rất nhiều việc cần tự hoàn thành cũng không thể đi theo cùng hành động với quân tiêu giao kế tiếp mọi người bắt đầu tản ra linh diên và một loạt thiên kiêu oa hoàng tiên thống đi cùng nhau tần nguyên thanh và các thiên kiêu đi theo còn lại cùng phe quân tiêu giao và lỗ phu quý mặc yến lọc là một nhóm lúc tách ra linh diên nhìn thoáng qua quân tiêu giao tiên lạng truyền âm một câu cẩn thận một chút quân tiêu giao cũng truyền âm lại có việc gì đứng cố tự chống chọn còn có ta rớt lời ba người quân tiêu giao đã lao về hướng những đảo nhỏ lơ lửng kia nhìn bóng dáng quân tiêu giao rời đi linh diên im lặng Quân tiêu giao luôn có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Cứ như có hắn ở đây thì trời sập cũng không phải sợ. Tiến vào thần di chi địa không phải chỉ có đám người linh diên. Các tiên thống còn lại cũng bắt đầu thâm nhập thần di chi địa. Đương nhiên cũng có một đám thiên kiêu vĩnh viễn ở lại nơi bị lãng quên. Nhưng chuyện này cũng thực bình thường. Dù sao trước khi tiến vào cũng đã nhắc nhở nơi này hung hiểm. Chết cũng không trách được người khác. Quân tiêu giao ma tha lỗ phú quý và mặc yến ngọc đi qua một loạt đảo nhỏ lơ lửng. Trong lúc đó, bọn họ cũng phát hiện một ít cơ duyên loại nhỏ như bất tử dược bảo liêu hy hữu quân tiêu giao không có hứng thú quá lớn đối với những thứ đó đều nhường cho lỗ phú quý và mặc yến ngọc muốn nhận được lòng trung thành thì phải trả ra một vài thứ quân tiêu giao biết rõ đạo lý đơn giản này huống chi trong mắt quân tiêu giao hiện tại những bảo bối đó thật sự không là gì cả mặc yến ngọc vui dạo rực, trên dung nhan quyến rũ trắng trào tràn lộc phu sướng cho dù nàng là một những năm vị truyền nhân mặc ra cũng không có khả năng dễ dàng có được các trí bảng như bất tử dược, tiên kim. Hiện tại nàng mới đi theo bên cạnh quân tiêu giao bao lâu lại có được nhiều chỗ tốt như vậy. Điều này càng làm kiên định quyết tâm đi theo quân tiêu giao của Mạc Yến Ngọc. Lỗ Phú Quý cũng vui mừng khôn xiết, đừng nhìn hắn ta luôn mang dáng vẻ tùy tiện, kỳ thật cũng có tâm tư. Hắn đã mơ hồ có phỏng đoán, chỉ là còn không dám xác định. Nhưng trong vô hình Lỗ Phú Quý lại có thêm một tiêu cung kính dành cho quân tiêu giao dù sao nếu thật sự như suy nghĩ của hắn thì thân phận tiểu thái ra lỗ ra này thật sự không tính là cái gì mặc dù hắn là con nối dõi của thiên công đại đế thì thế nào mà trong lúc ba người thâm nhập mảnh thần di chi địa này bỗng nhiên quân tiêu dao dừng bước xen ra trước đó có thứ tốt ánh mắt quân tiêu dao hơi sáng ngời. vật được hắn gọi là thứ tốt tuyệt đối là tốt thật cái gì lỗ phu quý và mạc yến ngọc đều lộ ra vẻ mặt ngương ngác tất nhiên bọn họ không biết quân tiêu dao mang trong người bảo thư trong cửu đại thiên thư cho nên trong mơ hồ hắn có thể tra xét ra một ít dấu vết của bảo bối. Bên kia, bước chân quân tiêu giao lướt nhanh, mang theo hai người đi vào sâu trong thần di chi điện. Không bao lâu sau, trước đó truyền đến một loạt tiếng khác khẩu cãi nhau, đó là Si Vư Tiên Thống, quân tiêu giao lướt một cái đã nhìn thấy người quen, đó là đám người thiên kiêu Si Vư Tiên Thống ngùng si lung. Si vũ mà trước đó đã gặp trong thịnh hội liên hôn cổ đế tử trước ở cổ lộ trung cực. Chỉ là hiện tại, Tình hình của bọn họ có vẻ không ổn. Chương 1653, Si vư Tiên thống bị kỳ thị. Có thể nói trong Cửu Đại Tiên thống Tiên đỉnh, địa vị của Si vư Tiên thống rất xấu hổ, bởi vì bọn họ không phải là chính thống. Tiền thân của họ là bá chủ Ma đạo của Cửu Thiên Tiên vực, Cửu lê Ma quốc. Được thần thoại đế Ma đạo, Si vư Ma đế thống trị, chỉ là sau đó lại đạt thành hiệp nghị với Tiên đỉnh, mới gia nhập Tiên đỉnh, trở thành đại tiên thống thứ 9. Nhưng cho dù gia lập tiên đỉnh thì địa vị của Si vư tiên thống cũng rất thấp, có chiến tranh, dù đột gì thì quân đội của Si vư tiên thống đều phải song lên đầu tiên. Nhưng bọn họ lại không chiếm được bao nhiêu thu hoạch vào chỗ tốt. Mà lần này cũng như thế, tám đại tiên thống khác đều có thể mang một ít tùy tùng tiến vào. Loạt nổi Si vư tiên thống lại không có tư cách này. Kỹ thuật bản thân bọn họ được tiến vào đã xem như không tồi, thậm chí trước đó tiên đỉnh có đồn đãi, ban đầu thiên kiêu Si vư tiên thống còn không được phép tiến vào vương quốc bị lãng quên mà giờ phút này một đám thiên kiêu si vưu tiên thống đang đứng trên một mảnh đảo nhỏ lơ lửng mênh mông trên đảo nhỏ có đông đảo cung điện huyết sắc to lớn vừa nhìn là biết đây là di tàng do si vưu tiên thống để lại trong mảnh thần di chi điện này có di tàng của cổ tiên đình cũng có truyền thừa do tổ tiên cửu đại tiên tống trước kia để lại giờ phút này dẫn dắt các thiên kiêu si vưu tiên thống này là một nam một nữ nữ tử mặc nguyễn giáp màu đen làm nổi bật lên da thịt tuyết trắng dáng người cao gầy dung nha lãnh diễm đó là si lung thiên kiêu kiệt xuất nhất của si vư tiên thống si liệt đã sớm bị quân tiêu giao tiêu diệt cho nên hiện tại si lung là nhân vật đại tỷ của thiên kiêu si vư tiên thống chung mà ở bên cạnh nàng ta lại là si vũ giờ phút này ánh mắt bọn họ đều lạnh lùng mà nhìn phía đối diện có mấy thế lực đang rằng co với bọn họ thương hiệt tiên thống thương cự đứng sừng sững một mình một người tuy chỉ có một người nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bách mơ hồ bởi vì hắn là nhân vật cấp trùng tử của thương hiệt tiên thống có thủ đoạn phi phàng mà bên kia là thiên kiêu của cộng công tiên thống nhân vật trùng tử dẫn đầu minh nhai cũng là một thiên kiêu trẻ tuổi thủ đoạn không yếu mà trong đó còn có một thế lực khác khiến vẻ mặt đám người si lung rất ngưng trọng đó chính là đám người tử diễm thiên quân xích phát quỷ bọn họ đều là thiên kiêu trong yến vân thập bát kỵ còn đại diện cho ý chí của đế hạo thiên chư vị các ngươi có ý gì si lung lạnh lùng nói tuy rằng thực lực của nàng không yếu nhưng muốn kinh sợ nhóm thiên kiêu này thật sự là người si nói mộng. Chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú với di tàng này. Xích phát quỷ tết miệng, trong mắt toàn là dã tính xông lược. Đây là di tàng thuộc về si vưu tiên thống chúng ta, si vũ nhị không được quát lên. Si vưu tiên thống bọn họ vốn dĩ đã có địa vị đủ thấp trong tiên đình. Có lẽ cơ duyên lần này chính là cơ hội để si vưu tiên thống bọn họ quật khởi lần nữa. Cũng không phải, ngươi có duyên thì có được cơ duyên nơi đây. Ta cũng đâu có để ý các ngươi đi tìm cơ duyên của cộng công tiên thống, Minh Hai của cộng công tiên thống nhàn nhạt nói. Hắn mặc một bộ lam bào, phù vân pháp tắc dưới chân phập phòng mãnh liệt như sóng chiều. Khi tiến vào vương quốc bị lãng quên cũng không có quy định rằng các tiên thống chỉ có thể lấy cơ duyên của từng tiên thống đúng không? Ánh mắt thương cự cũng nhìn chằm chằm di tàng si vư tiên thống. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong đó có một dao động uy áp. Đó ít nhất cũng là một đế binh. Các ngươi có từng đặt si vư tiên thống chúng ta vào trong mắt không? Si lung tức đến ngược vào phòng run rẩy, Si vưu tiên thống bọn họ chịu thương chịu khó, trong các trận đại chiến tiên đỉnh trước kia, bọn họ đều rông lên đằng trước. Cũng bởi vậy, si vưu tiên thống tổn thất nhân lực thảm trọng nhất, dẫn tới hiện tại si vưu tiên thống đã mất đi lực cạnh tranh trong cửu đại tiên thống. Mà mặc dù bọn họ trả giá nhiều như vậy, tám đại tiên thống còn lại vẫn khinh thường bọn họ, coi bọn họ là giai tầng hạ đẳng. Tử diễm thiên quân đứng dậy, Nha nhạt nói, phải biết rằng, đời trước các ngươi vốn là một trong những cội nguồn ma đạo, cửu lê ma quốc từng phàm phải tội nghiệt ở tiên vực là tiên đình khoan thứ cho các ngươi thậm chí nguyện ý tiếp nhận các ngươi các ngươi vốn nên là tội phó hiện tại lại có thể cùng tiên đình lưu danh sử sách đây đã là phúc phận của các ngươi cho nên đừng không biết đủ lời tử diễm thiên quân nói làm các thiên kiêu xì lung si vũ tức giận đến khớp hàm cũng run rẩy cái gì kêu là khoan thứ cho bọn họ lúc trước si vương ma đế quét ngang bát phương thống lĩnh cửu lê ma quốc thổi quét thiên địa tiên đình chỉ không muốn trả giá đắt cho nên mới giảng hòa với cửu lê ma quốc hai bên vốn dĩ có địa vị bình đẳng kết quả hiện tại tử diễm thiên quân lại nói như cửu lê ma quốc cúi đầu cầu hòa nhìn thấy các thiên kiêu si vư tiên thống đều lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo tử diễm thiên quân lại nói nhưng chưa chắc các ngươi chỉ có vận mệnh như vậy có ý gì si lung lãnh đảm nói các ngươi cũng biết tương lai hạo thiên thiếu hoàng nhất định sẽ trở thành tiên đình chi chủ nếu các ngươi nguyện ý đứng ở phe phục hy tiên thống thì có lẽ địa vị tương lai của các ngươi có thể được tăng lên cho nên si Lung cười lạnh cống hiến cơ duyên nơi đây ra chính là đầu danh trạng tử diễn thiên quân nói lời này vừa nói ra thương cự cũng chưa nói cái gì sắc mặt minh nhai lại hơi thay đổi trong cửu đại tiên thống tiên đình có cách cục riêng trương hiệt tiên thống vốn thuộc về phe phục hy tiên thống nhưng cộng công tiên thống còn chưa chọn phe để đứng nếu di si vưu tiên thống thật sự giao di tàng cho tử diễn thiên quân thì chẳng phải hắn ta đã ổn phí công phu không có khả năng si vũ quát lạnh chương 1654 quân tiêu giao ra tay quan hệ giữa si vưu tiên thống bọn họ và phục hy tiên thống vẫn luôn không tốt trước kia trên thịnh hội liên hôn của cổ đế tử thiên kiêu phục hy tiên thống còn tìm mọi cách nhục nhã làm khó dễ bọn họ nếu không có quân tiêu giao giả trang thành chi liệt thì bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt thậm chí sau đó một số thiên kiêu si vưu tiên thống còn suy nghĩ nếu trong tiên thống của bọn họ có yêu nguyệt nịt thiên giống như quân tiêu giao thì cũng sẽ không bị ức hiếp đến mức này ai rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt tử diễm thiên quân thở dài một tiếng nể măn đều là người của tiên đình ta sẽ không giết các người thương cự cũng bước ra một bước tuy rằng không giết nhưng nếu bọn họ ngăn cản thì sẽ ăn không ít đau khổ cạnh tranh công bằng đi đám thiên kiêu cộng công tiên thống minh nhai cũng ra tay ngay lập tức các loại chiêu thức thủ đoạn ai sang pháp tác hình thành dòng nước lũ mà quét về hướng các thiên kiêu si vư tiên thống nơi này chỉ có một di tàng các ngươi muốn chia như thế nào Si Lung khẽ kêu lên. Không liên quan đến ngươi. Hiển nhiên hiện tại ba thế lực đã đạt thành thống nhất, quét dọn người vướng bận trước rồi lại dựa vào bản lĩnh của từng người để tranh đoạt cơ duyên. Phụt. Tiếng hộc máu liên tục truyền đến, rất nhiều thiên kiêu si vưu tiên thống đều như diều đứt dày. Bị thương nặng mà hộc máu bay ngược ra sao? Dù là si lung có thực lực mạnh nhất trong đó cũng ho ra máu, thân thể run rẩy. Khi thiên kiêu của ba thế lực muốn thâm nhập chi tàng này thì một tiếng nói nhàn nhạt, nhạt đã truyền đến đây là tiên thống cứ tiên truyền mình đoàn kết thống nhất với bên ngoài sao thật là có vài phần châm chọc tiếng nói đột nhiên truyền ra này khiến ánh mắt các thiên kiêu ở đây lập tức quay qua ai trong hư không có ba bóng dáng hiện lên một người áo đen một tên béo và một nữ tử áo tím thức tha đó là ba người quân tiêu giao là ngươi khi nhìn thấy quân tiêu giao trong mắt đám người tử diễm thiên quân đều phô ra tia sắc lạnh trước kia ở bên ngoài nơi bị lã quên khi tranh đoạt cơ duyên phi tiên bộc bọn họ đã từng bị quân tiêu giao hố một lần ngươi còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta sắc mặt của minh nhai cộng công tiên thống không tốt lắm hắn ta cảnh giác mà nhìn chằm chằm quân tiêu dao hắn đang đề phòng quân tiêu dao lại tung ra thủ đoạn kia trong mắt tử diễm thiên quân lộ ra một tia cười lạnh nói cái ngươi cậy vào chính là thủ đoạn hoang mang thần hồn kia à đáng tiếc chúng ta đã cảnh giác trước đó sở dĩ bọn họ bị hố là bởi vì hoàn toàn không đề phòng vãn thế hoa nếu bọn họ biết trước thì hiển nhiên không có khả năng dễ dàng trúng chiêu Mạc Yến Ngọc, sau ngươi lại trung trạ với hắn, tương cự nhìn về phía Mạc Yến Ngọc đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao, lộ ra vẻ mặt hoang mang. Trước đó trong cuộc cạnh tranh phi tiên bộc, ba người thương cự, Mạc Yến Ngọc, Chân Lý Chi Tử xen như cùng một tiểu đội. Chân Lý Chi Tử đã bị Quân Tiêu Dao đánh chết, Mạc Yến Ngọc thì bị bắt sống. Khi đó, thương cự cho rằng Mạc Yến Ngọc cũng đã giữ nhiều lành ít, chưa từng nghĩ đến hiện tại lại thấy được nàng. Hơn nữa đã trở thành người của đối phương, không liên quan đến ngươi nhưng nể mặt ngươi dẫn ta tiến vào si khuyên ngươi một câu đừng tranh phong với chủ nhân ngươi đấu không lại mặc yến ngọc nhàn nhạt nói quân tiêu giao không chủ động để lộ thân phận tất nhiên nàng cũng không có khả năng lộ ra nhưng có thể đoán ra phóng mắt nhìn tất cả những thiên kiêu tiến vào vương quốc bị lãng quên trừ số ít mấy người đế hạo thiên có thể so chiêu với quân tiêu giao ra thì các thiên kiêu khác đều chỉ là và vườn chó xóm trước mặt hắn mà thôi hành động này của mạc yến ngọc thật sự xem như nhắc nhiều thương cự nhưng thương cự nghe vậy lại không cảm kích ngược lại sắc mặt trở nên rất lạnh lẽo dù sao không có nam nhân nào nguyện ý bị nữ nhân nói mình không bằng nam nhân khác hơn nữa chủ yếu chính là mặc yến ngọc lại gọi người này là chủ nhân nàng là quý nữ nổi danh của mặc gia khí chất càng lãnh hiện tại lại cam nguyện gọi người áo đen là chủ nhân điều này làm thương cự nghĩ trăm lần cũng không ra sinh ra hoài nghi đối với thân phận của người áo đen cả thiên kiêu si vư của tiên thống cũng thực hoang mang Rốt cuộc người áo đen này là ai mà dám cùng khiêu khích cả ba thế lực như vậy? Nếu cái để ngươi cậy vào là linh diên thì chỉ có thể nói ngươi di nghĩ nhiều chứ 62. Từ diễm thiên quân khẽ cười mà nói. Quân tiêu giao bình đạm đáp, không cút thì chết. Chết chính là ngươi. Tử diễm thiên quân vốn là một tên bộc trột, đối đãi với ai cũng không quá để ý. Hắn giơ tay lên, thân diễm bùng nổ, hóa thành hỏa long, trùng kích về hứa quân tiêu giao. Từ diễm thiên quân là sinh linh được dựng dục ra từ một thái dương màu tím, trời sinh đã khống chế được vạn hỏa là một trong những hắc mã kiệt xuất nhất trong thời đại của đế hạo thiên lúc này hắn ta tung ra chiêu thức nhiệt độ trong thiên địa cũng tăng lên mãnh liệt biểu hiện này làm các thiên kiêu thương cự và minh nhai đều hơi thay đổi sắc mặt không hổ là tồn tại đứng thứ ba trong yến vân thập bát kỵ thương cự thầm nghĩ chỉ là những kẻ đứng đầu trong yến vân thập bát kỵ mà thực lực đã sánh ngang với nhân vật cấp trùng từ các đại tiên thống vậy đế hạo thiên sẽ mạnh đến mức nào sắc mặt minh nhai cũng không quá đạch cộng công tiên thống bọn họ cũng không muốn thần phục bất cứ tiên thống nào cả. Đối mặt với tử diễm thiên quân, trong mắt quân tiêu giao mang theo một tia lạnh lẽo. Trước đó hắn đã điều tra rõ ràng, liên hệ với gia tộc cấm kỵ, bày ra chuyện ám sát chính là tử diễm thiên quân. Tuy rằng hắn bị đế hạo thiên sai khiến, nhưng bản thân cũng là tội không thể thứ. Quân tiêu giao nâng trưởng, trực tiếp đẩy ngang qua, sức mạnh pháp tắc minh mông đang tràn ra. Quân tiêu giao đã lĩnh ngộ ra 12 pháp tắc ở phi tiên bộc, cộng thêm 18 pháp tắc trước đó, hiện tại quân tiêu giao có thể khống chế chừng 30 pháp tắc ở trí tôn thất cảnh điều này thật sự khó có thể tưởng tượng hiện tại hắn đối đầu với người bình thường đã không cần thi triển quá nhiều chiêu thức giống như đại chiến giữa một ít trí cường giả đỉnh cấp chiêu thức đã là trói buộc giơ tay nhất chân thôi đã thể hiện ra chân lý đại đạo hiện tại tuy rằng quân tiêu giao còn chưa đạt đến trình độ đó nhưng cũng đã hình thành loại phong phàm này ẩm vang hỏa long kia trực tiếp bị quân tiêu giao dùng một trường trục tát đồng thời thế đi không giảm mà đàn áp về hướng tử diễm thiên quân sắc mặt tử diễm thiên quân lập tức thay đổi hắn cảm thấy mình giống như con thái cổ thạch hầu bị ngũ trì sơn ngăn chặn trong truyền thích kia có cảm giác thật vô lực hắn chỉ từng cảm nhận được cảm giác này khi đối chiến với đế hạo thiên nhưng mặc dù là đế hạo thiên khi đó cũng không mang đến cho hắn áp lực tuyệt vọng như thế rốt cuộc ngươi là ai tử diễm thiên quân hét to chương một đánh chết tử diễm thiên quân quân tiêu giao lại không rên một tiếng ngươi nói nhiều lời vạn hỏa phần giới từ diễn thiên quân không chút do dự mà thi triển ra cực chiêu hàng ngàn hàng vạn mồi lửa tràn ra từ trong thân thể hắn đó là vạn hỏa hắn luyện hóa mỗi một loại đều là mùi lửa hy hữu uy thế có thể đốt cả trời vạn hỏa hội tụ đủ có thể đốt cháy một giới hư không cũng bị đốt rụi bất cứ cường giả nào bị nhốt trong vạn hỏa cũng sẽ bị thiêu không còn cả cho tàn mà đối mặt với cường chiêu của từ diễm thiên quân quân tiêu dao vẫn rất bình đẳng hắn vươn tay ra 30 sức mạnh pháp tắc đan cháo thành pháp tắc chi trường, trực tiếp đánh lụi tàn vạn hỏa. Sau đó bàn tay hắn trực tiếp chọc vào Tử Diễm Thiên Quân. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều chấn động không thôi, bởi vì có tác dụng thị giác quá rung động. Thiên kiêu hắc mã ngày nào của một thời đại, cận chí mạnh đến có khả năng khiêu chiến đế hạo thiên, hiện tại lại dễ dàng bị một tay không chết, giống như con kiến trong tay. Sao có thể? Chẳng lẽ có cường giả thế hệ trước trà trộn vào đây? Cả bọn người xích phát quỷ cũng sợ ngây người. Cho dù là đế hạo thiên, nếu muốn chấn áp tử diễn thiên quân cũng phải hao phí một chút thời gian xác xích phát quỷ trực tiếp ra tay muốn giải cứu tử diễn thiên quân cả những tồn tại còn lại trong yến vân thập bát kỵ cũng ra tay tuy rằng vũ huy vũ mặc xếp hạng đệ nhất đệ nhị không có mặt cả bạch lạc tuyết xếp ở đệ tứ cũng không ở đây nhưng một ít cao thủ còn lại trong yến vân thập bát kỵ như thiên trận tử tử đứng thứ sáu và man vương đứng thứ bảy đều không vắng mặt bọn họ đều có lĩnh vực am hiểu riêng thiên trận tử giơ tay lên tung ra sát trận đáng sợ, kiếm hoang bắn ra bốn phía. Man vương ngửa mặt lên trời kêu to, thân thể bùng nổ lên tới 10 trượng, khi nuốt núi sông. Những người này đều từng là người tài kiệt xuất nhất một thời đại, sau đó bị đế hạo thiên thu phục. Mà hiện tại, đối mặt với những nhân kiệt đó, quân tiêu giao chỉ vô cùng đơn giản mà chụp được một tay qua. Giống như trời xanh sụp đổ, vạn đạo lật úp một lồng khí huyết khủng bố và sức mạnh đạo tác cuồn cuộn phát tán Đáng thiên kiêu yến vân thập bát kỵ hùng thiên trận tử man vương trực tiếp bị trục nát không còn lại hạc bụi thấy tình cảnh này đồng tử của đám người thương cự Minh nhai đều co rụt lại sức mạnh này quá khủng bố chứ đế hạo thiên gia thì ai có thể chặn lại trước mặt thứ sức mạnh đó thiên tiêu cấp trùng tử cũng có vẻ vô cùng gầy yếu rốt cuộc ngươi là ai Từ diễn thiên quân ra sức dãy ruộng trong cơ thể không ngừng phát ra ngọn lửa đủ để đốt trụi trời cao nhưng lại không thể tránh thoát ra pháp tắc chi trường này con kiến không xứng biết được tên họ của ta tay quân tiêu dao hơi dùng lực một chút rắc tử diễn thiên quân bị nghiền nát thành bụi trong pháp lực chi trường ngươi thật sự dám chơi chập bế hạo thiên giết thủ hạ của hắn nhìn thấy quân tiêu dao đánh chết đám người tử diễn thiên quân dễ như trở bàn tay binh nha nhị không được mà nói đế hạo thiên đã là cái gì quân tiêu dao nhàn nhạt nói chỉ là một cây dao hẹ không chế hoại quải ký ức trọng sinh thôi cho dù có chút tâm cơ chút thủ đoạn nhưng ở trong mắt quân tiêu dao hắn ta vẫn có vẻ rất nông cạn rất buồn cười. loại người này tự cho là có thể thu hoạch người khác, không nghĩ tới bản thân mình lại có số phận bị người ta thu hoạch, nếu không có quân tiêu giao ở đây. Nói không chừng đế hạo thiên thật sự có thể lan lộn xuôi gió xuôi nước. Nhưng đáng tiếc, đã sinh dù. Sao còn sinh lượng? Không ai có thể che chở ngươi. Cho dù là linh diên cũng không được, tương cự lạnh nhạt nói. Tương hiệt tiên thống của hắn ta đứng về phe phục hy tiên thống, cho nên tất nhiên hắn cũng đứng là người của đế hạo thiên hình như ngươi là người thuộc phe đế hạo thiên đúng không quân tiêu dao lạnh nhạt nhìn thoáng qua thương cự nếu là người của đế hạo thiên thì không chỉ là kẻ địch của hắn mà cũng là kẻ địch của linh diên bởi vì hai thiếu hoàng linh diên và đế hạo thiên đã được định sẵn là khó có thể cùng tồn tại quân tiêu dao nâng trở chấn áp qua sắc mặt thương cự lập tức thay đổi há mồm phun ra một chữ ngục chữ này vừa vang lên thì thực sự có một chữ ngự hiện lên chữ ngự này như kim thiết tỏa ra ánh bạc sáng rỡ có vẻ cực kỳ vững cộng hòa 81C, dày nạc, chữ Ngự, nay cấp tốc phóng đại ở giữa không trung, cuối cùng như biến thành một phát tường kim loại màu bạc. Trên đó lưu chuyển sức mạnh pháp tắc vô tận. Thú vị, trong mắt Quân Tiêu giao lộ ra chút hứng thú. Nghe đồn nguồn gốc của thương hiệt tiên thống đến từ một vị thủy tổ tạo chữ. Nhất mặt này cực kỳ đặc thù, tu luyện các loại văn tự, mỗi một chữ đều ẩn chứa sức mạnh thực chất. Đương nhiên, bản lĩnh này cũng đều không phải chỉ thuộc về thương hiệt tiên thống, tỷ như tây thiên giáo cũng tu luyện sáu tự chân ngôn uống ma ni bá mễ hồng trong những người tu đạo cũng truyền lưu cửu tự chân ngôn của đạo giáo chẳng qua thương hiệt tiên thống biến chuyện tu luyện văn tự thành trung tâm chính thống mà thôi trung ngụ nay biến thành vách tường thật sự chặn lại một tay của quân tiêu giao nhưng đây chỉ là một kích tùy tiện của quân tiêu giao bởi vì hắn cũng rất hứng thú với cách tu luyện này cho nên không ngại đối chiến với thương cự nhiều mấy chiêu sát thương cự tiếp tục phun ra một chữ ngay tức khắc trong thiên địa là một mảnh huyết vũ tinh phong, một chữ sát. Máu chảy đầm đìa hiện lên, thậm chí Quân Tiêu Dao còn cảm thấy trên làn da truyền đến cảm giác kim đâm đau lớn, cứ như chữ sát. Này nói hết ra chân lý trong sát chi nhất đạo. Lấy sát chi nhất đạo sát thủ chi vương, nói không chừng cũng có thể lột xác cô đọng ra chữ sát như vậy. Quân Tiêu giao thẩm nghĩ, hắn đang cảm nhận, dù sao hiện tại hắn đang mang tư chất dị số chi vương nghịch thiên, hơn nữa còn tu luyện chiến thần đồ lục, Xem một cái là có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều loại chiêu thức thần thông, đáng chết. Ngươi muốn tìm hiểu pháp của nhất mạch Thương Hiệt bọn ta. Chương 1656, tu luyện văn tự kỳ lạ, lại chạm thương cự. Sắc mặt thương cự lạnh lẽo đến cực điểm, hắn chính là thiên kiêu cấp chủng tử của Thương Hiệt Tiên thống, ai đối chiến với hắn mà không phải thật cẩn thận. Nhưng mà người áo đen này chỉ muốn tìm hiểu pháp của hắn, cũng không đặt hắn vào trong mắt. Điều này thật sự là một loại nhục nhã. Ngươi đoán đúng rồi, đáng tiếc không có khanh thưởng quân tiêu dao khẽ cười và nói thương cự lại há mùng quát một tiếng lục một chữ lục máu chảy đầm đìa lại hiện lên hai chữ sát lục đều xuất hiện sát nhập tức khắc sinh ra một sát phạt chi khí ngập trời toàn bộ thiên địa như biến thành một mảnh huyết sắc hai chữ tổ hợp với nhau lại bắn ra uy lực càng thêm khủng bố nhưng đối với quân tiêu dao thì đây chả là cái gì cả đám nhân vật cấp trùng từ tiên đình đã không thể chống lại thực lực hiện tại của hắn quân tiêu dao giơ tay pháp tắc chi thủ nốt hai chú máu chảy đầm đìa kia vào tay sau đó hắn vận chuyển chiến thần đồ lục thân giải hết các loại huyền bí trong đó nguyên thần hàng sơ cấp cũng đang tìm hiểu pháp trong đó cũng không phải nói quân tiêu giao muốn đi theo chiêu số của nhất mạch thương huyệt tiên thống đối với hắn mà nói các loại pháp và đạo đều đáng để nghiên cứu cũng trợ giúp hắn ngày sau thật sự chứng mộ đạo của mình thấy tình cảnh này trong lòng thương cự đột nhiên sinh ra cảm giác vô lực cảm giác mà người áo đen này mang đến cho hắn ta quả thực giống như nhân vật thế hệ trước, thực lực không cùng một cảnh giới với hắn. Cũng đã được rồi, quân tiêu giao giơ tay nắm một cái, hai chữ sát lục trực tiếp sụp đầu. Sau đó, hắn tịnh chỉ thành kiếm, chém về phía thương cự. Thương cự há mùng, lại phun ra một chữ ngự, như lại không ngăn được một kiếm chỉ của quân tiêu giao. Phục, mi tâm của thương cự bị xuyên thủng, nguyên thần bị tiêu diệt hoàn toàn. Cảnh tượng này làm minh nhai cảm thấy cả người phát lạnh, cảm nhận được ánh mắt người áo đen chuyển về hướng mình minh nhai vội vàng mở miệng nói ta không phải đứng về phe đế hạo thiên lập tức rời đi người áo đen kia dám không kiêng nể gì mà chém giết người của đế hạo thiên và thiên kiêu tiên thống không phải là người điên thì chính là thực sự có tự tin nhưng dù là loại nào thì kết quả cũng tương tự đối với minh nhai đó chính là không thể trêu chọc đinh nhai nói xong thì lập tức dẫn dắt người của cộng công tiên thống cấp tốc thối lui quân tiêu giao cũng không tiếp tục ra tay nếu hắn thật sự tàn sát sạch thiên kiêu của cửu đại tiên thống cấp trùng tử thì chỉ sợ thật sẽ gây ra vấn đề lớn hơn nữa chủ yếu chính là làm thế sẽ khiến linh duyên khó xử dù sao thì hắn cũng do nàng ta dẫn vào trước đó quân tiêu giao cũng đã hứa sẽ không đại khai sát giới làm quá đáng sau khi người của cộng công tiên thống rời đi ở đây trừ ba người quân tiêu giao ra thì chỉ còn lại đám thiên kiêu di si vưu tiên thống tâm tình bọn họ đều hơi thấp thỏm tức lực mà quân tiêu giao bày ra quá khủng bố nhẹ nhàng băng quơ đã đánh chết đám người tử diễm thiên quân và thương cự đa đa tạ tiền bối ra tay tương trợ si lung mang theo tâm tình thấp thỏm mà tiến lên nói thật bọn họ cũng không biết rốt cuộc người áo đen trước mặt là địch hay bạn tuy rằng hắn hỗ trợ giải quyết khốn cục nhưng nhìn cũng không giống đại thiện nhân ta cũng không phải tới đây làm chuyện tốt quân tiêu giao nhàn nhạt nói lúc trước hắn giả thành si liệt làm đám người si lung vui mừng uổng công một hồi kết quả hiện tại hắn lại lấy thân phận khác đứng ở trước mặt thiên kiêu si vưu tiên thống nhưng trong lòng quân tiêu giao sớm đã có ý tưởng tính kế trong yến tiên liên hôn trước đó của cổ đế tử hắn đã nhìn ra hình như si vưu tiên thống không được coi trọng trong tiên đình khi đó hắn đã cho rằng đây là một đột phá để làm tan giã tiên đình nghe quân tiêu giao nói thế trái tim si lung trầm xuống đương nhiên ta sẽ không làm gì các ngươi kẻ có duyên thì lấy được bảo bối không phải của ta thì ta cũng không bắt buộc quân tiêu giao thản nhiên nói sau đó hắn trực tiếp đi vào mảnh cung điện huyết sắc kia đó là mảnh đất truyền thừa của si vư tiên tống đạo tống lỗ phu quý và mặc yến Lộc cũng thao sát phía sau các thiên kiêu si vư tiên thống như si lung si vũ âm thầm cắn răng cũng đi theo mặt sau si lung tỉ yên tâm thân lớn truyền thừa của si vư tiên tống chúng ta đều có hạn chế người ngoài muốn có được cũng không đơn giản như vậy thậm chí có khả năng lọt vào phản vệ si vũ đang âm trầm truyền âm đời trước si vưu tiên thống chính là cửu lê ma quốc đó chính là một trong những ngọn nguồn của ma đạo chiên thừa không phải người ngoài có thể dễ dàng có được nếu cưỡng cầu thậm chí có khả năng gặp phải khủng bố nhưng sắc mặt si lung lại không có chút nhẹ nhàng nào nàng cứ cảm giác người áo đen kia như thần linh không chế tất cả trong lòng bàn tay điều này làm nàng không khỏi nhớ tới một người khác nam tử bạch y cũng có thể chấn phục tất cả đảo nhỏ lơ lửng này vô cùng to lớn quả thực như một khối tiểu đại lục từng cung điện huyết sắc ở trong đó rất to lớn khí thế lưu động khí tức hoang dã hùng hồn đây là một mảnh đất truyền thừa của y vưu tiên tống rất nhiều cơ duyên trong đó chỉ có thiên kiêu si vưu tiên thống mới tìm ra được như quân tiêu giao cũng không để ý hắn lấy nguyên thần thần niệm hàng xa cấp đảo qua mọi thứ xung quanh đều lộ ra không bỏ sót không có bí mật gì đáng nói cho dù là các loại trận pháp ẩn nấp khí tức cũng không được ngăn cản được cảm giác thần niệm của quân tiêu giao các loại bảo dược cổ khí tài liệu quân tiêu giao đều có thể tùy tiện moi ra chẳng qua hắn cũng không để ý mấy thứ này mà mặc yến ngọc và lỗ phu quý đi theo phía sau lại vô cùng vui vẻ mà cất vào còn đám người si lung tuy rằng sắc mặt không tốt lắm nhưng cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau chương 1657, quân đội ngửa con dối cấp bậc trí tôn huyết ngọc tinh ngân mẫu vạn nam đạo nguyên mộc thật là kiếm lời rồi lỗ phu quý quá sung sướng thịt mỡ trên mặt đang run rẩy mạc yến ngọc cũng rất vui sướng lấy thân phận của nàng cho dù là ở mạc gia thì cũng không thể nhận quá nhiều những bảo lưu đó kết quả quân tiêu dao lại hoàn toàn trướng mát rất nhanh quân tiêu dao đi tới một cung điện huyết sắc nằm ở chỗ sâu nhất trong nơi này cung điện này cũng lôi lửng trên hư không có xích sắt buộc liên kết với mặt đất trước đó quân tiêu dao mơ hồ cảm ứng được dao động kia là phát ra từ nơi này đây cũng là nơi hắn nói có thứ tốt xuất thế quân tiêu dao chuẩn bị tiến vào mà lúc này phía sau chuyển đến tiếng nói của si lung tiền bối chậm đã Hùng. quân tiêu dao nhàn nhạt, nhạt, ngoái đầu nhìn lại lỗ phu quý nhướng mày mắt nhỏ liếc nhìn si lung một cái dáng người nóng bỏng quyến rũ kia không thua kém mặc yến lọc bao nhiêu sao mà ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta lỗ phu quý nhất miệng cười nói đương nhiên không phải chỉ là nơi đây có chút hung hiểm nếu không có huyết mạch của si vư tiên thống chúng ta rất có thể sẽ lập nguy hiểm si lung nói ở phía sau sắc mặt đám người si vũ không quá đẹp kỳ thật bọn họ đều nghĩ nếu quân tiêu giao bị thủ đoạn nguy hiểm trong đó hố chết thì cũng không liên quan gì đến bọn họ ngược lại cuối cùng còn có thể lấy được chỗ tốt kết quả hiện tại si lung lại nói rõ ra như vậy vậy chẳng lẽ hợp với ý của các ngươi sao quân tiêu giao liếc nhìn si lung một cái cho lý thuyết thì thật sự là như thế nhưng dù sao tiền bối cũng đã giúp chúng ta si lung phun ra một hơi nghiêm mặt nói không ngại quân tiêu giao xoay người khoanh tay tiến vào si lung tỉ nếu hắn không để bụng thì thôi đi si vũ nhỏ giọng mà nói khi đẩy cửa ra khi tức phủ đầy bụi ập đến trước mặt trong cung điện huyết sắc vô cùng rộng mở phong mắt nhìn lại là một mảnh trống trải phía sau còn có cung điện trận pháp thần niệm của quân tiêu giao đảo qua nhận thấy được dao động mịt mờ trong đó hắn cũng không để ý trực tiếp đặt chân bước vào ngay lập tức sát quang nổi lên bốn phía kiếm khí huyết sắc thô to quét ngang ra nếu thiên tôn bình thường chưa kịp phòng ngừa gặp chuyện này thì sẽ bị thương nặng thậm chí ngã xuống. Nhưng khi những kiếm khí huyết sắc đó giáng vào quân tiêu dao, lại bị trừ khử trong vô hình. Đây tất nhiên là hiệu quả của miễn dịch pháp lực. Năng lực này có thể cùng trưởng thành với quân tiêu dao, hắn càng mạnh thì năng lực miễn dịch pháp lực cũng càng mạnh. Sao lại như vậy? Đám thiên kiêu si vũ hoàn toàn ngây người. Thực lực này quả thực không phải thế hệ trẻ có được, bọn họ càng xác định. Đây hẳn là nhân vật của thế hệ trước, chỉ là ẩn giấy thân phận rồi được Linh Diên lặng lẽ dẫn vào sau đó quân tiêu giao tiếp tục tiến vào tòa cung điện sao mà khi nhìn thấy cung điện này tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở bọn họ nhìn thấy gì tầng hàng một nhóm binh tượng ở trong đó nếu cẩn thận đến thì có chừng năm ngàn cái năm ngàn binh tượng này đều có đeo mặt giáp mặt bản giáp hắc kim dày nặng mặt ngoài có lạc ấn phù văn ám kim sắc trong tay đều cầm cự thương hoặc là trừ kích lực sát thương cực cao dưới thân chúng có cưỡi long mã một tia tia long huyết nhìn qua giống như năm ngàn pho tượng sắt thép mang theo khí tức khủng bố khiến không khí cũng trở nên trầm trọng. Đây là đôi mắt quân tiêu giao trở nên thâm thúy. Làm hắn kinh ngạc là khí tức của 5.000 binh tượng này rõ ràng đều là cường giả trí tôn cảnh. Tuy rằng thực lực hiện tại của quân tiêu giao đã vượt qua trí tôn, nhưng cũng không có nghĩa là trí tôn là cải trắng bên đường. Ở một ít thế lực lớn, trí tôn vẫn là tồn tại thành thánh làng tổ. Nhưng hiện tại, 5.000 binh tượng trước mặt hắn đều tràn ngập khí tức trí tôn. Điều này khiến người ta thật sự không ngờ đến được đội quân được tạo thành từ chi tôn là bút tích lớn đến cỡ nào cho dù là quân gia cũng chưa từng xuất hiện đương nhiên cũng có thể là quân gia chưa tung ra loại át chủ bài này không có nghĩa là họ không có nhưng hiện tại quân đội tạo thành từ năm ngàn chi tôn này đang sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt quân tiêu giao trong lúc quân tiêu giao cảm thấy kinh ngạc phía sau các thiên kiêu si lung của si vư tiên thống lại nhị không được thất thanh đây là man thương thiết kỵ của cửu lê ma quốc si ung thất thanh la lên giơ tay ngọc che miệng cực kỳ chấn động. Kỳ thật bọn họ cũng không biết nhiều lắm, chỉ từng nghe nói tiền thân của Si Vưu Tiên Thống, cử Lê Ma Quốc, từng có một quân đội không ai địch nổi, tên là Man Thương Thiết Kỵ. Nhân số của đội Thiết Kỵ này không nhiều lắm, cho dù là trong thời kỳ đỉnh cao cũng không quá vạn, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ khủng bố. Thậm chí lúc ấy cả tiên đình muốn đối chiến với đội Thiết Kỵ này cũng phải trả giá đắt, làm số lượng lớn thiên binh thiên tướng ngã xuống. Đám người Si Lung không nghĩ tới có thể lại nhìn thấy quân đội chí tôn có thể nói là vô địch ở nơi đây. Man thương thiết kỵ ánh mắt quân tiêu giao sáng ngời nếu quân đội này được khai sử dụng nạp vào quân đế đình thì thật sự là sự tăng cường không nhỏ đối với sức chiến đấu của quân đế đình dù sao đây cũng là quân đội do trí tôn tạo thành đôi mắt quân tiêu giao chợt lóe cảm giác nguyên thần hằng xa cấp bao trùm rất nhanh hắn đã nhận ra tình hình không đúng hình như những man thương thiết kỵ đó không phải là sinh linh tồn tại chân chính mà càng giống với tồn tại nửa người nửa con dối quân tiêu giao nỉ non nói Lúc này, Si Lung mở miệng nói, tiền bối thật sự có tự nhãn. Man thương thiết kỵ này thật sự là quân đội của tiền thân Si Vư Tiên Thống, cử Lê Ma Quốc. Bọn họ bốn đều là người, nhưng lại dùng pháp môn đặc thù tế luyện thành tồn tại ngửa người, nửa con dối. Bởi vậy mới có thể trường tồn hậu thế, tu vi của bọn họ được cưỡng ép tăng lên tới trí tôn, nhưng tiềm lực hao hết. Cả đời chỉ có thể dừng bước tại đây, lời di Lung nói cũng cởi bỏ nghi vấn trong lòng quân tiêu giao. Hắn đã nói mà, trí tôn cũng không phải cải trắng, sao có thể tạo thành quân đội dễ dàng như vậy được bị tế luyện thành nửa con rối mất đi tiềm lực tấn chức đây là cái giá phải trả hơn nữa quân tiêu giao kết luận rằng nếu đơn đả độc đấu thì trí tôn trong man thương thiết kỵ tuyệt đối đánh không lại trí tôn chân chính nhưng nói thật có lợi có hại tuy rằng trả giá rất lớn nhưng quân đội trí tôn này không phải dựa vào chất lượng mà là số lượng ba năm tên có lẽ không có ý nghĩa nhưng nếu số lượng lên đến hàng ngàn hàng vạn vậy thì quá khủng bố tuyệt đối đánh đâu thắng nó không gì cản nổi, không ai có thể chặn lại. Để ta tới thử một lần đi, quân tiêu giao tò mò bước một bước vào khối lỗi trận. Ngay lập tức, sát khí minh mông. Chương 1658, đinh khí mà si vương ma đế từng tế luyện. Những man thương thiết kỵ vốn yên lặng vạn cổ bắt đầu rung động lên. Cho bụi trên bản giáp hắc kim bên ngoài thân thể rào rạt chấn động rớt xuống giống như máy móc yên lặng hồi lâu bắt đầu hoạt động lại một đám man thương thiết kỵ và long mã dưới thân đều mở bừng đôi mắt trong tròng mắt chết lặng tĩnh mịch kia lại có một chút linh quang hiển nhiên tuy rằng tồn tại nửa người nửa con rối này là con rối nhưng lại giữ lại một tia tư duy và bản năng chiến đấu của con người đây mới là điểm cường đại nhất của man thương thiết kỵ đã có thân thể con rối bất hủ thực lực cường đại lại có một tia linh quang và bản năng chiến đấu thuộc về con người loại tồn tại này còn cường đại hơn xa con rối bình thường tầm ầm ầm những man thương thiết kỵ đó đều thức tỉnh cầm lưỡi mắc trưởng mâu trong tay khi tức các trí tôn dâng trào lên tận trời hiện tại đối với quân tiêu dao mà nói trí tôn cũng không khác con kiến bao nhiêu nhưng năm ngàn khí tức trí tôn chồng lên nhau rồi bùng nổ lại làm quân tiêu dao hơi ghé mắt ồ khái thú vị đấy quân tiêu dao lộ ra một tia kinh ngạc hắn đã nhìn ra hình như man thương thiết kỵ này có bài bố trận pháp đặc thù sức mạnh của năm ngàn vị trí tôn bọn họ như đã quấn lại thành một sợi dây thừng sức mạnh này kết hợp lại với nhau không đơn giản là một cộng một bằng hai mà là tăng lên theo bội số. Ở anh! Năm ngàn man thương thiết kỵ cùng bước ra một bước, cả tòa cung điện huyết sắc đều đang run rẩy. Nếu không phải cung điện này có trận văn đặc thù áp chế thì sợ là đã sớm vỡ ra thành cho. Con mẹ nó, khí tức kia thật là khủng khiếp, lỗ phu quý và mặc yến ngọc đều nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Cho dù là thiên tôn cũng phải ngước hận trước khí tức khủng bố kia. Đây là sức mạnh của man thương thiết kỵ sao, Tiên bối gặp phiền toái rồi, si lung có chút kinh hãi, đồng thời cũng có một tia lo lắng chúng ta đã nhắc nhở hắn nếu hắn xảy ra chuyện gì thì cũng không trách được lên đầu chúng ta vừa si vũ bĩu môi nói tuy thật hắn ta cũng rất đỏ mắt man thương thiết kỵ này nếu có được chúng thì thật sự là trợ giúp lớn đối với si vư tiên thống nhưng si lung thấy thế thì chợt cười lạnh một tiếng và nói mặc dù tiên bối xảy ra chuyện gì chúng ta có thể tiếp nhận man thương thiết kỵ này nhưng ngươi cho rằng tiên đỉnh sẽ để si vư tiên thống chúng ta có được sao lời si lung nói làm đám người si vũ như thể hồ quán đỉnh lập tức tỉnh táo lại không sai mặc dù đây là cơ duyên thuộc về si vưu tiên thống bọn họ nhưng sao tiên đỉnh có thể giao quân đội trí tôn từng giết chóc tiên đỉnh cho si vưu tiên thống kia chứ trong bất trí bất giác si vưu tiên thống đã có bài xích và xa cách mãnh liệt đối với tiên đỉnh, mà bên này quân tiêu giao cũng ra tay bàn tay đánh ra va chạm với sức mạnh của năm ngàn thiết kỵ hội tụ thành thạch phá kinh thiên hợn sóng kích động bàn tay quân tiêu giao hơi tê dại thú vị sức mạnh của năm ngàn trí tôn chồng lên nhau thiên tôn bình thường cũng thân tử đạo tiêu đủ có thể ngăn trở chiêu của huyền tôn sức mạnh của năm ngàn trí tôn chồng lên nhau tuyệt đối không phải thiên kiêu cấp trùng tử có thể ngăn trở quân tiêu giao có thể ngăn trở là vì hiện tại hắn đối mặt với cường giả huyền tôn cũng không cần quá kiên kỵ mà sức mạnh chồng lên nhau của các măn thương thiết kỵ chỉ có thể so với huyền tôn cũng không phải thật sự có thể chống lại huyền tôn khí huyết của quân tiêu giao minh mông cuồn cuộn như biển cả tích phát sức mạnh chân chính của thánh thể đạo thai thân một quyền đấm ra sức mạnh khí huyết hóa thành trường long, sức mạnh đạo văn thổi quét lan tràn. Năm ngàn man thương thiết kỵ lập tức bị đánh nát, đồng thời bị đánh bay. Nói là có thể so với huyền tôn, nhưng trung quy không có khả năng bằng được vô thượng huyền tôn chân chính. Thì khí tức kia, khí tức quân tiêu giao phóng ra trong nháy mắt làm bọn người si lung sắp hít thở không thông. Bọn họ mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng bởi vì chỉ xảy ra trong nháy mắt, cho nên cũng không xác định. Sao? Sao lại hơi giống loại thể chất này? Si Vũ cũng kinh nghi không thôi. Nhưng hắn không dám xác định. Bởi vì loại thể chất này xưa nay hiếm thấy, cũng giống như hỗn độn thể, vĩnh hằng tiên thể, rất có thể cả một kỳ nguyên cũng khó xuất hiện một người. Sao cơ tử nghịch thiên như vậy có thể đúng lúc xuất hiện trước mặt bọn họ kia chứ? Là, cảm ứng sai rồi sao? Si Lung cũng không dám xác định. Nếu thật sự là thể chất kia thì tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ cửu thiên tiên vực. Mà bên này, sau khi hoàn toàn đánh tan man thương thích kỵ, quân tiêu dao trực tiếp bước vào cung điện cuối cùng sau đó đám người si lung mới cẩn thận đi theo không biết là vì bị quân tiêu dao đánh bại hay là vì huyết mạch của đám người si lung mang thương thiết kỵ cũng không hành động nữa mà lại khôi phục yên lặng giống như đã chết quân tiêu dao đi tới tòa đại điện cuối cùng ninh diện là một khí tức huyết tinh xông vào mũi mơ hồ mang theo sát khí và đế uy ngập trời phóng mắt nhìn lại trong toàn bộ đại điện chỉ có một huyết trì máu trong huyết trì không phải là đỏ tươi mà hiện ra bảnh màu sặc sỡ như có máu của vô số sinh linh chủng tộc tràn vào trong đó mới bày ra màu sắc như vậy mà quan trọng nhất không phải là lá huyết chỉ này mà trong huyết chỉ có một đồ quyền đang chìm nổi không sai là một đồ quyền nó như được chế thành từ thuộc gia đặc thù hơi ố vàng trên nó có lạc ấn vô số cổ phù văn tự chi chít chủ yếu chính là bốn đồ án hung thú được lạc ấn trong đó như thật sự sống quân tiêu giao liếp một cái nhìn lại hình như bốn đồ án hung thú kia chính là tứ đại hung thú thái cổ hùng thao thiết cung kỳ đào ngột hỗn động tứ hung này đối lập với tứ thần thú là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ nhưng loại hung thú thuần huyết thái cổ này đã gần như tuyệt tích ở cận cổ nhiều nhất chỉ có một ít hậu đại hỗn huyết nhưng vào thời kỳ thái cổ chân chính tứ hung cực kỳ khủng bố tỷ như nhất tộc thao thiết đã từng xuất hiện một vị thuần huyết được gọi là thao thiết đế từng nuốt sống không chỉ một vị đại đế đây là quân tiêu giao có thể cảm giác được trong đầu quyền tràn lập đế uy nồng động không nghi ngờ gì nữa đây tuyệt đối là một đế binh đỉnh cấp nhưng quân tiêu giao nghi hoặc chính là hắn còn nhận ra một tiêu khí tức tiên đạo ở trong đó hình như đầu quyền này không đơn giản chỉ là đế binh trời a à, đó là chương 1659, trần tiên khí Cửu lê đầu các thiên kiêu xi si lùng si vũ của si vưu tiên thống từ vừa tiến vào nhìn thấy đầu quyền này thì vẫn như hít thở không thông nhị không được la hoảng lên các ngươi biết cái gì quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt, nói đám người si vũ không nói gì trong mắt chỉ có chấn động và lửa nóng. Si Lung tỉnh táo lại, lúc này mới mở miệng nói. Đó hẳn là trần tiên khí ngày xưa của Si Vưu tiên thống chúng ta, cửu lê đầu, ban đầu nó thuộc về Si Vưu ma đế, Si Lung nói. Trần tiên khí ngày xưa, quân tiêu giao chú ý tới cách nói của Si Lung. Không sai, cửu lê đầu này do chính Si Vưu ma đế đích thân tế luyện thành, lấy chín tấm da của đại đế chồng lên nhau, dung nhập với phù ngữ pháp tác đế đạo, lại tìm đến máu tiên để tiến hành rèn luyện cuối cùng dung nhập với hồn phách của tứ hung làm hình thành chuẩn tiên khí ban đầu tộc si vưu ma đế của chúng ta muốn tế luyện ra một tiên khí chân chính nhưng lại thiếu mất vật chất nào đó nên mới không thể luyện ra tiên khí đồng thời si Vương ma đế chỉ tìm được hai loại hồn phách của thái cổ tứ hung cuối cùng phong ấn chúng trong cửu lê đầu chỉ là sau này trong trận đại chiến giữa si vưu ma đế và tiên đình hồn phách của hai đại hung thú bị phóng ra có lẽ đây chính là nguyên nhân cửu lê đầu ngã xuống thành đế binh si lung nói hết tin tức mà mình biết lại mấy tin tức này đều từng được ghi chép trong điển tịch ở tàng kinh khác của si vưu tiên thống nà thân là thiên kiêu đỉnh cấp của si vưu tiên thống tất nhiên đã từng đọc qua quân tiêu dao ngay kể xong cũng không thể không kinh ngạc cảm thán trước bút tích của si vưu ma đế chín tấm gia đại đế chính là chính vị đế giả hơn nữa lấy thực lực của si vưu ma đế hiển nhiên đại đế mà ông ta chém giết không có khả năng là đại đế bình thường ít nhất cũng phải là đầu sò trong các đế thậm chí càng mạnh Mai ra còn khắc lên phù văn đế đạo tìm tới máu tiên cuối cùng còn phải tìm ra hồn phách tứ hung nhưng cuối cùng chỉ tìm được hai loại mặt khác hình như muốn luyện thành tiên khí còn cần vật chất nào đó mà loại vật chất này không có ở tiên vực cho nên cuối cùng si vương ma đế không tế luyện ra tiên khí chân chính được chỉ luyện thành chuẩn tiên khí sau đó cửu lê ma quốc và tiên đình đại chiến si vương ma đế phóng thích hồn phách của hai đại hung thú trong cửu lê đồ ra bởi vậy cửu lê đồ lại từ chuẩn tiên khí rơi xuống trở thành đế binh nhưng lấy tư chất của cửu lê đồ cho dù là trong đế binh thì cũng là đế binh đỉnh cấp tuyệt đối. Nói cách khác, chỉ cần lại tìm tới hồn phách hung thú rồi phong ấn vào trong đó, cửu lê đầu sẽ tấn trước trở thành chuẩn tiên khí lần nữa, quân tiêu giao nói. Cái này thì không biết, si lung cũng không dám bảo đảm cái gì. Quân tiêu giao nhàn nhạt gật đầu, lỗ phu quý đứng bên cạnh nhìn mà nước miếng chảy ròng, kinh ngạc cảm thán lử không thôi. Phải biết rằng, cho dù là tổ tiên lỗ ra bọn họ có hao hết toàn tộc tâm lực, cũng chỉ có thể làm ra một chuẩn tiên khí mà thôi, mà một mình si vương ma đế đã bạo tay mà làm ra một trần tiên khí thậm chí nếu không phải thiếu vật chất nào đó thì ông ta thật sự có khả năng làm ra tiên khí chân chính chuyện này thật sự nghịch thiên không cần nghĩ nhiều thực lực của si vương ma đế cũng không phải người bình thường có thể đạt tới hình như đã nhìn ra suy nghĩ của lỗ phú quý quân tiêu giao nói lỗ phú quý cũng gật gật đầu quả thật là như thế si vương ma đế là người phương nào đó chính là một trong những trí cường giả ma đạo trong thần thoại có tiếng tam lừng lẫy trong cả cổ sử thậm chí nói câu không dễ nghe một mình si vương ma đế cũng có thể dễ dàng diệt trừ lỗ ra nhưng vật thần thoại như vậy thật sự không phải người và thế lực bình thường có thể so sánh cũng có chút đáng tiếc quân tiêu giao hơi thở dài một tiếng khi si vương ma đế đối chiến với tiên đỉnh hồn phách của hai con hung thú đã được thả ra nếu không hiện tại cửu lê đồ này vẫn là chuẩn tiên khí giá trị của chuẩn tiên khí và đế binh hoàn toàn không giống nhau nhưng may mắn chính là cửu lê đồ này còn có khả năng thăng cấp chỉ cần tìm lại được hồn phách của tứ hung thú thì có thể tiến luyện thành chuẩn tiên khí lần nữa thậm chí nếu có thể tìm được vật chất đặc thù để rèn ra tiên khí thì ngày sau không phải không có khả năng lột xác trở thành tiên khí chân chính cho nên tuy rằng hiện tại cửu lê đồ này chỉ là đế binh đỉnh cấp nhưng giá trị chân chính hiển nhiên không chỉ là đế binh nghe thấy thái độ trong giọng nói của quân tiêu giao sắc mặt của thiên kiêu si vưu tiên thống ở đây đều sinh ra biến hóa vi diệu nghe cứ như cửu lê đồ này đã là vật trong tay quân tiêu giao tuy rằng lỗ phu quý đứng bên cạnh cũng rất thèm muốn cửu lê đồ nhưng hắn ta biết đây không phải thứ mà mình có thể giành được huynh đệ ta có một thỉnh cầu nho nhỏ không biết có nên nói hay không lỗ phu quý hiếm thấy mà có chút thấp thỏm nghiêm túc nói trước đó hắn vẫn luôn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ hết sức tùy tiện đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nghiêm túc như thế thế nào ngươi muốn cửu lê đồ này quân tiêu dao khẽ cười và nói đương nhiên không phải lỗ phu quý lắc đầu như chống bỏi quên quãng đường này huynh đệ luôn nhường cơ duyên cho chúng ta sao ta lại không biết xấu hổ muốn nó chứ chỉ là sau khi huynh đệ có được cửu lê đồ có thể dành chút thời gian cho ta nghiên cứu một chút hay không ngày sau nếu muốn tấn chức cửu lê đồ này lên trần tiên khí cũng cho người lỗ ra chúng ta quan sát được không lỗ phục quy thật cẩn thận do hỏi nếu cửu lê đồ có thể tấn chức thành chuẩn tiên khí thì tuyệt đối là một kinh nghiệm khó được nếu lỗ ra bọn họ có thể quan sát thì tuyệt đối sẽ thu hoạch rất lớn việc nhỏ mà thôi quân tiêu giao xô tay bên kia mặc yến ngọc cũng chớp chớp mắt trong mong mà nhìn quân tiêu dao mặc ra các ngươi cũng được quân tiêu dao nói chương 1660, trấn diệt tàn hồn tứ hung lúc này mặc yến ngọc và lỗ phú quý cũng coi như an tâm ngày sau bọn họ có cơ hội tận mắt nhìn thấy truyền tiên khí ra đời sẽ có lĩnh ngộ đặc biệt đối với khả năng ở phương diện rèn mà sắc mặt của đám thiên kiêu si vưu tiên thống không quá đẹp đây vốn nên là thứ của bọn họ kết quả hiện tại bọn người quân tiêu giao lại thương lượng xem dùng như thế nào sau đó quân tiêu giao bắt đầu muốn nhận lấy cửu lê đầu mà lúc này si lung do dự một chút lại mở miệng nói tiền bối cửu lê đồ này cái nào quân tiêu giao nhìn si lung liếc mắt một cái hắn cảm thấy người của si vư tiên thống không nên không thức thời như vậy mới đúng tiền bối đừng hiểu lầm y ta là cửu lê đồ này chỉ có người của nhất mạch si vư tiên thống mới có thể kế thừa nếu không phải sẽ thế nào quân tiêu giao nói nếu không trừ phi được cửu lê đồ tán thành nhưng vậy có nghĩa là phải được si viêu ma đế tán thành si lung nói thì ra là như thế quân tiêu dao vẫn bình đạm giọng nói không gợn sóng thần thoại đế thì thế nào hắn lại không phải chưa thấy qua hắn từng gặp mặt thanh đế hơn nữa sau khi trải qua ách họa tông nhìn của quân tiêu dao đã hoàn toàn mở mang hiện tại cường giả thần thoại nào đứng trước mặt hắn phòng trừ hắn cũng không chớp mắt lấy một cái quân tiêu dao bắt đầu chuẩn bị thu lấy cửu lê đầu mà si lung yên lặng nhìn cảnh này nàng còn có một điều chưa nói ra chính là nếu được si vương ma đế tán thành thì hắn sẽ trở thành lãnh tụ tinh thần của si vương tiên thống bởi vì si vương ma đế là người khai sáng cửu lê ma quốc mà nếu có thể kế thừa cửu lê đồ thì có nghĩa là có được sự tán thành của si vương ma đế sẽ trở thành lãnh tụ dẫn dắt nhất mạch si vương quật khởi nếu thất bại sẽ thế nào mạc yến ngọc bỗng mở miệng hỏi nàng đang lo lắng cho quân tiêu giao si sì lung trầm mặc một lát sau đó nói thất bại chính là chết cửu lê ma quốc vốn là nguồn cội ma đạo luôn hết sức cực đoan nếu thất bại thì tuyệt đối không có đường sống đáng nói. Vậy mới kích thích. Quân tiêu giao cười, trực tiếp bước vào huyết trì. Ngay lập tức, cử lê đầu kia bắt đầu rung động, huyết quang hùng hồn bao phủ toàn bộ huyết trì. Trước mắt quân tiêu giao lập tức tối sầm. Sau đó thiên địa biến đổi, hắn như đi tới một thế giới huyết sắc. Uy áp linh hồn kinh khủng kia quả thực muốn nghiền nát nguyên thần người khác. Hiện tại quân tiêu giao cảm thấy có chút may mắn mình đã đột phá tới nguyên thần hàng xa cấp. Nếu không cũng không nắm chắc có thể ứng phó cục diện khó lường này. Mà đúng lúc này, bỗng có bốn nguồn hung quang sát khí hiện lên, bốn con thú khổng lồ như thái cổ ma nhạc, cao tới vạn trượng. Bắt đầu xâm nhập tức hải của quân Tiêu Dao, muốn cắn nuốt nguyên thần này, Tàn hồn tứ hung, mắt quân Tiêu Dao đánh lại. Đây hiển nhiên không có khả năng là hồn phách tứ hung chân chính, mà chỉ là một tia khí tức Tàn hồn mà thôi. Nhưng dù chỉ là khí tức Tàn hồn cũng đủ khủng bố, sức mạnh này đủ để hoàn toàn cắn nát nguyên thần người khác ít nhất trong trí tôn thất cảnh không có mấy ai ngăn cản được tàn hồn tứ hung như bốn thái của ma sơn cao tới vạn trượng đứng chót vót giữa thiên địa có thể nói gần như không cần ra tay chỉ là uy áp kia đủ để nhìn nát cắn nuốt nguyên thần của thiên kiêu tầm thường quân tiêu giao thản nhiên đứng sừng sững nguyên thần của hắn là độc nhất vô nhị trong toàn bộ trí tôn thất cảnh rất khó tìm ra tồn tại có thiên phú nguyên thần sánh ngang với hắn trong thức hải của quân tiêu giao tam thế nguyên thần nở rộ quang minh vô tận quá khứ nguyên thần hiện tại nguyên thần tương lai nguyên thần ngồi xếp bằng trên ba đá đại đạo chi hoa như ba vị thần siêu nhiên vô thượng quan sát của kim minh mông giống tàn hồn tứ hôn phát ra tiếng rít gào chấn diệt linh hồn mặc dù chỉ là một tia tàn hồn nhưng chúng lại vô cùng hung hãn điều này cũng thể hiện thái cổ tứ hung cực kỳ cường hãn cũng không yếu hơn tứ thần thú tàn hồn tứ hung trực tiếp nhào về hướng tam thế nguyên thần của quân tiêu giao muốn xé nát cắn nuốt hắn tam thế nguyên thần cũng ra tay Quá khứ nguyên thần nâng trưởng thi triển ra luân hồi kiếp một lốc xoáy luân hồi cuồn cuộn hiện lên, trong đó như có hư ảnh vạn cổ loái qua. Hiện tại nguyên thần tung ra pháp tướng đại nhật như lai, một phật đà kim sắc vạn trượng rơi xuống từ hư không, mang theo khí tức minh mông cuồn cuộn chấn áp ba ngàn pháp giới, bất sinh bất diệt, bất cầu bất tịnh, không tăng không giảm. Tương lai nguyên thần thì tung ra nguyên thần pháp của nhất tộc bỉ ngạn, bỉ ngạn hồn kiều, bỉ ngạn hoa đỏ tươi nhện lên đầy trời, một cây cầu cổ như từ bờ đối diện lan tràn đến, như muốn dẫn động muôn vàn linh hồn thế gian. Tam đại nguyên thần pháp cùng được tung ra. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại quân tiêu giao đã không phải nguyên thần vô lượng cấp như trước đó, mà là hàng xa cấp. Đây là biến hóa về chất. Uy lực của Tam thế nguyên thần và nguyên thần pháp cũng bùng nổ mạnh xa trước đó quá nhiều. Chiêu thức của Tam đại nguyên thần chấn áp về hướng tàn hồn tứ hung, quả thực giống như ba vị thần từ trên trời giáng xuống muốn chấn áp tứ đại hung thú họa loạn nhân gian. Giống. Tung kỳ trong các tàn hồn tứ hung phát ra tiếng rít vào thay thế nó lại bị quấn vào luân hồi kiếp, trải qua vạn cổ hao mòn. Tuy rằng chúng nó là thú, nhưng thú cũng có luân hồi giống như nhân loại và bất cứ sinh linh nào khác. Luân hồi kiếp cũng có thể tạo thành ảnh hưởng đối với chúng nó. Pháp tướng đại nhật như lai như núi cao kim sắc trấn áp xuống, tức khắc làm tàn hồn hung thú bị đánh tan một ít. Bỉ ngạn hồn kiều cũng giáng xuống, dẫn độ muôn vàn hồn linh, cả tàn hồn hung thú cũng khó có thể miễn dịch. Không biết qua bao lâu, tàn hồn tứ hung đều là bị chấn nát. Trong vức hải của quân tiêu giao khôi phục trong trẻo, thế thôi là kết thúc quân tiêu giao thầm nghĩ cửa ải này thật sự không đơn giản sở dĩ quân tiêu giao nhìn có vẻ không phí sức lực gì là bởi vì hắn vốn khác hẳn với người thường không thể suy đoán theo lẽ thường đổi lại là thiên kiêu khác trên cơ bản chỉ có thể rơi vào kết cục bị tàng hồn tứ hung cắn nuốt nguyên thần đúng lúc này bỗng nhiên trong hư không lại gió nổi mây phương mơ hồ có một bóng dáng màu đen nhạt nhẽo hiện lên người đó cao lớn vĩ ngạn nhưng lại không rõ ràng ngược lại rất mơ hồ tuy rằng chỉ là một bóng dáng cực kỳ nhạt nhưng khi tức mơ hồ toát ra kia lại có thể làm vạn giới run rẩy bất cứ kẻ nào đứng trước mặt ông ta cũng có vẻ nhỏ bé mà yếu ớt